Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một trong những cuộc phản công lớn nhất kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk, buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng. Theo nguồn tin của Aviapro, cuộc phản công lớn nhất của Nga tại Kursk được tăng cường từ ngày 10 tháng 10 và tác động mạnh đến hai quận là Suzansky và Korenevsky, nơi trước đó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Trong đó, đòn giáng chính của Moscow được tiến hành tại khu định cư Liubimovka lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và bao vây hai tiểu đoàn Ukraine. Trên Telegram, nhiều phóng viên hiện trường cũng nêu rõ quân đội Nga đã chọc thủng sơn trái của lực lượng Kiev và giành được vị trí tại một số khu vực đông dân cư tại Kursk. Theo dữ liệu dự án deepset, quân đội Nga đã tiến được khoảng 7 km và tiếp tục nỗ lực giành được vị trí tại các khu định cư Novoi Vanipka và Zelenyvut. Liên quan đến các thông tin này, hôm 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần Liêu Bimovka, Tonsiluk và Novoi ở Kursk trong vòng 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận các cuộc tấn công của quân đội nước này buộc nhiều binh sĩ Ukraine phải đầu hàng ở Kursk và Ukraine đã mất hơn 400 quân cùng 18 xe bọc thép trong ngày 12 tháng 10. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Nga đã tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở Kursk, nhưng lực lượng Kiev hiện vẫn cố gắng phản công để giữ các tuyến phòng thủ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống pháo phóng loạt, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 22 thiết bị công binh cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Trong một diễn biến khác, không chỉ Kursk, mà trận tại Pokrovsk cũng đang nóng rực. Lực lượng Nga hiện đang áp sát thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt được coi là huyết mạch hậu cần đối với Ukraine. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công dồn dập từ phía Nga sẽ khiến Pokrovsk thất thủ và điều đó gây ra cả rủi ro về quân sự lẫn kinh tế cho Ukraine. Foreign Policy dẫn phân tích của ông Stanislav Zinchenko là giám đốc điều hành GMK Center, một công ty tư vấn công nghiệp có trụ sở tại Ukraine. Thành phố là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của đất nước. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến một phần ba so với mức trước chiến sự. Nếu không có các nhà máy thép, nền kinh tế Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất rất quan trọng của nền kinh tế. Cùng ngày, ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố khoảng 7 km. Theo ông, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở khu vực. Trong khi đó, ông Jenki Kesselman, phó chỉ huy trung tâm tình báo quân sự Estonia, nhận định nếu cương độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi về tuyến phòng thủ ở phía sau. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasipya và Konchantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để xâm nhập toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasipya. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn bên cạnh đó giới hạn quyền tiếp cận của quân đội ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh perklops sẽ khiến kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này từ đó cho phép nga củng cố bàn đạp và tiến lên phía trước theo báo vov đưa tin chiến sự tại cốt đang dần hạ nhiệt trong khi quân đội nga vẫn dồn nguồn lực quân sự vào mặt trận phía đông ukraine cuộc tấn công của ukraine vào khu vực kốt của nga hiện đã bước sang tháng thứ ba với hàng chục khu định cư vẫn nằm trong tầm kiểm soát của moscow Chiến dịch này cũng đánh dấu lần đầu tiên một quân đội nước ngoài vượt qua biên giới Nga kể từ Thế chiến II và là một minh chứng cho thấy quân đội Ukraine không phải lúc nào cũng ở thế yếu. Khoảng 9 tuần sau đó, bước tiến của Ukraine đã bị đình trệ, song hai bên vẫn trong thế sẵn co quyết liệt tại Kursk. Các nhà phân tích tin rằng Kiev đang tận dụng chiến dịch quân sự này để nâng cao tinh thần binh sĩ và giành thêm ưu thế đàm phán trong bối cảnh một hội nghị hòa bình với Nga có thể được tổ chức trong tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin không mấy đề cao nỗ lực này của Kyiv, đồng thời tập trung nguồn lực quân sự cho các mặt trận lớn nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFW, một nhóm nghiên cứu tại Washington, DC, Ukraine đã duy trì quyền kiểm soát tại Kurs với diện tích khoảng 786 km vuông. Dmitro, một chỉ huy của một tiểu đoàn Ukraine đang đóng tại Kurs, chia sẻ với CNN hồi đầu tuần trước những bước tiến của Nga chủ yếu diễn ra ở hai bên sườn nơi chúng tôi phòng thủ. Họ vẫn cố gắng tiến lên nhưng chúng tôi cũng đang nỗ lực phản công và đẩy lùi họ. Tuyến phòng thủ chính của Ukraine là quanh thị trấn sút xa của Nga và quân đội nước này đang cố gắng thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai bao quanh làng Vseloe. Hiện Ukraine không tiết lộ đã điều bao nhiêu quân đến khu vực này. Nga đã triển khai một số lượng quân khá lớn, ước tính khoảng 40.000 đến 50.000 quân để phòng thủ và phản công ở Kursk bao gồm lính nghĩa vụ và quân sự bị, ngay khi bắt đầu cuộc tấn công. Trong khi giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn, chính quyền Nga cho biết hơn 100.000 thường dân đã phải di rời, trong khi nhiều người khác thấy mình đang phải sống sau chiến tuyến của Ukraine. Chuyên gia Galeoti thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russi nhận định, chiến sự tại Coss đang mất dần sức nóng, Nga hoàn toàn có thể đánh bật quân đội Kiev ra khỏi khu vực này chỉ với một lệnh điều quân từ điện Kremlin. Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Putin đang trì hoãn đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông John Lao, một chuyên viên thuộc chương trình Nga và Âu Á của Chatham Tham Hào cho biết, mặc dù ban đầu chiến dịch tấn công Coss được xem là cú sốc lớn đối với Nga, nhưng sau đó Điện Kremlin đã bình thường hóa sự kiện này. Đồng quan điểm với ông Lao, một blogger quân sự người Nga mới đây cho rằng hầu hết người dân Nga đã quen với cuộc giao tranh gần Coss. Những người không liên quan gì đến khu vực Coss thì khá thở ơ với những gì đang diễn ra. Theo lời chỉ huy Dmitro, giao tranh vẫn đang diễn ra rất ác liệt trong bối cảnh các lực lượng Nga đang triển khai nhiều máy bay không người lái, pháo nòng dài và máy bay ném bom. Ông Dmitro nói, họ không ngần ngại thả bom vào hàng cây nếu họ cho rằng chúng tôi có quân ở đó. Chỉ huy này cũng thông tin rằng, Nga hiện đã gửi một nhóm quân và lữ đoàn chiến đấu chuyên nghiệp tiếp cận vị trí của quân đội Ukraine ở Kursk, đồng thời cho biết các đợt phản công của Nga đã bị máy bay không người lái và đạn pháo của Ukraine chặn đứng. Hiện tại, Mục tiêu buộc Nga chuyển quân từ tiền tuyến phía đông tới vùng Kursk của Ukraine cho đến nay vẫn chưa thành công. Trong khi đó, trọng tâm chính của cuộc chiến vẫn là ở tiền tuyến tại khu vực Donbass, Đôn phía đông Ukraine, nơi quân đội nước này đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrov. Thay vì tập trung nguồn lực vào việc đẩy lùi quân đội Kiev về bên kia biên giới, Nga đã mở rộng các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở Ukraine, bao gồm các khu vực trọng điểm là Kharkov, Donetsk và Zaporizhia. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã để mất Vuleda, một thành phố nằm cách Torres 80 km về phía tây nam, cũng như ở vùng Donetsk. Ông Lao nói, có vẻ như Điện Kremlin ưu tiên rất cao việc tiến xa nhất có thể ở Donbass, bất kể tổn thất là bao nhiêu. Nga đang chạy đua với thời gian trước khi mùa đông tới và khiến mặt đất trở nên lầy lội. Hãng thông tấn tát đưa tin, Phó tư lệnh quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc biệt Akmat, Thiếu tướng Akhti Alaudinov Al ngày 11 tháng 10 nói rằng Ukraine đang bên bờ vực của những biến động nội bộ đáng kể do cạn kiệt nguồn lực để tiếp tục các hoạt động quân sự. Ông Alaudinov cho biết Ukraine không còn đủ nam giới để phục vụ chiến trường, đồng thời tin tưởng rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Dù Nga không dành quá nhiều sự chú ý cho mặt trận cấp, quân đội Ukraine vẫn cố gắng bám trụ đến cùng ở khu vực này. Ông Lao nhận định, mục tiêu của Kiev là chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy rằng Nga dễ bị tổn thương và khả năng chiến đấu của họ có giới hạn. Lần ranh đỏ của Nga cũng có thể chỉ là lời nói suông. Chiến sự tại Cớt cũng giúp nâng cao tinh thần binh sĩ Ukraine. Hồi tháng 9, một số binh lính Ukraine chia sẻ với CNN rằng, mặc dù có thương vong và tình hình vẫn khó khăn, việc cho Nga nếm mùi thuốc của chính họ là một lý do xứng đáng để Kiev tiếp tục chiến đấu. Theo báo Đời Sống và Pháp luật đưa tin, Ukraine được cho là đang tìm cách đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng trong nguồn lực tiếp viện của Nga giữa lúc phương Tây chưa cởi trói các loại vũ khí tầm xa. Từ cuối mùa hè năm 2024, Ukraine đã tăng cường nhắm vào các kho đạn dược, vốn rất quan trọng đối với Nga để duy trì hoạt động các hệ thống pháo binh và súng bên trong nước Nga và trên lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát. Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Haviliuk cho biết lực lượng Nga hiện đang bắn đạn pháo với số lượng nhiều gấp 3 lần Ukraine tính đến tháng 10 năm 2024, nhưng lại giảm 8 lần so với mùa đông năm 2023. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng lợi thế pháo binh của Nga so với Ukraine xung quanh Pokrov, một thị trấn ở miền đông Ukraine, đã giảm từ tỷ lệ 12:1 xuống còn 2,51 sau khi Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk vào tháng 8. Theo các chuyên gia quân sự, điều này một phần có thể do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các kho đạn dược của Nga trong thời gian gần đây. Ông John Hadi, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân Chủ lưu ý, các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện có khả năng đã phá hủy một lượng lớn đạn dược và làm hỏng các hệ thống hậu cần được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Nga ở tiền tuyến. Những địa điểm bị bắn nhắm mục tiêu là kho dự trữ bom lượn, tên lửa đạn đạo và đạn pháo. Tuy nhiên, ông Hadi lưu ý không thể xác định chắc chắn số lượng đạn dược đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công đó, do đó rất khó ước tính Nga còn lại bao nhiêu. Ukraine hiện vẫn tiếp tục kêu gọi đồng minh dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Kiev vẫn được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu của Nga gần biên giới. Chính trị gia và thành viên Quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek, điều quan trọng đối với Ukraine là tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Chúng tôi đang chờ các đối tác cho phép chúng tôi tấn công các cơ sở quân sự của Nga bằng vũ khí mà họ sẽ cung cấp cho chúng tôi. Andriy Ziut, cựu giám đốc điều hành Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine và hiện là giám đốc công nghệ tại công ty Prevail, có trụ sở tại London cho biết việc cho phép các cuộc tấn công này sẽ là bước ngoặt thực sự. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ đánh giá rằng khi Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMA do Mỹ cung cấp để nhắm vào các kho đạn của Nga, đã buộc Moscow phải phân tán các địa điểm lưu trữ vũ khí. Động thái này cũng làm sói mòn nguồn lực hậu cần của Nga. ISV Kép cho biết vào cuối tháng 9, các nhà chức trách Nga có thể lo ngại rằng việc di chuyển các kho đạn dược và các cơ sở lưu trữ quan trọng khác ra xa tiền tuyến và nằm ngoài phạm vi của các hệ thống cho phương Tây cung cấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Nga tại Ukraine như thế nào. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 11 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 146 cuộc xung đột, đối phương thực hiện 59 cuộc không kích, trong đó sử dụng 88 bom KAB và 602 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện hơn 3.700 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Odekov, Dnieper hoạt động ở khu vực Kurs vẫn tiếp tục. Máy bay đối phương tiếp tục tấn công bằng bom dẫn đường trên không với 16 cuộc không kích sử dụng 21 bom KAB. Nga đang tấn công mạnh vào quân phòng thủ Kaina theo hướng Pokrovsk. Tổng cộng trong ngày, họ đã thực hiện 19 hành động tấn công, có 32 cuộc đụng độ ở hướng Kudakove, báo cáo viết kênh Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, dẫn tuyên bố của cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexei Arestovich cho biết Nga đang tích lũy lực lượng tấn công. Họ sẽ đánh lớn dọc theo toàn bộ mặt trận, từ Zaporizhia đến Kupiansk. Họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chiến lược, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khoảng cách từ tiền tuyến đến thành phố Pokrovsk đang rút ngắn nhanh chóng. Quân đội Nga đã chiếm Nikolaevka và các khu định cư lân cận Krotoya và Krasnija, Dipset viết. Hiện các mũi xung kích Nga còn cách Pogrovs khoảng 7,6 km đến Minograd là 1,5 km. Theo báo Người lao động đưa tin, trong ngày 960 của xung đột Nga-Ukraine, Moscow khẳng định lực lượng của họ đã bắn hạ 47 máy bay không người lái UAV của Ukraine chỉ trong một đêm. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong số UAV bị bắn hạ, có 17 chiếc ở đông nam Krasnodar 16 chiếc trên biển Azov và 12 chiếc trên khu vực biên giới Kursk. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, không quân Ukraine khẳng định 28 UAV Nga bị bắn hạ tại Ukraine, bao gồm 24 chiếc ở các vùng Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaev và Kherson. Ukraine còn tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công một kho nhiên liệu trong đêm ở khu vực Luhansk do Nga kiểm soát, khiến kho nhiên liệu này bốc cháy. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm thông tin và Moscow cũng không xác nhận vụ tấn công. Cùng ngày, Nga thông báo thêm, lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát các làng tiền tuyến Zelane Druk và Ochipske ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine cho hay, Ochipske nằm trên bờ phía đông của hồ chứa Kurakhov thuộc khu vực Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công. Cũng trong ngày 960 của xung đột Nga-Ukraine, giới chức Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công của Nga vào Odessa, Kharkov, Donetsk ở miền đông Ukraine. Giới chức địa phương cho hay, trong khi đó, tại bờ biển phía nam của bán đảo Crimea, một kho dầu lớn vẫn bốc cháy vài ngày sau cuộc tấn công của Ukraine ở thị trấn Feodosia. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, cuộc khủng hoảng lãnh đạo của Hezbollah có thể dẫn đến các cuộc đấu tranh giành quyền lực nội bộ và thay đổi chiến lược. Một lứa thủ lĩnh cực đoan hơn có thể xuất hiện và họ có thể phản công Israel bằng sức mạnh tàn khốc hơn. Israel đang tiếp tục chiến dịch không ngừng nghỉ của mình nhằm phá tan hàng ngũ lãnh đạo của Hezbollah. Hai tuần trước, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah trong vòng 32 năm, đã bị ám sát trong một cuộc không kích có mục tiêu của Israel. Gần đây hơn, quân đội Israel cho biết họ đã giết một thành viên Hezbollah đang thu thập thông tin tình báo chống lại Israel tại cao nguyên Golan. Những thủ lĩnh Hezbollah khác được cho là đã bị Israel giết, bao gồm Fuad Saka, chỉ huy mảng chiến lược của nhóm. Ali Karaki, người đứng đầu mặt trận phía nam của Hezbollah, và Ibrahim Aquin, chỉ huy mảng hoạt động quân sự của Hezbollah. Trong khi đó, Hashem Safi Eddine, là anh họ của Nasrallah, được coi là người kế nhiệm lãnh đạo nhóm, đã mất tích kể từ khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào tuần trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hôm 9 tháng 10 rằng người thay thế Nasrallah và người thay thế người thay thế ông ta đã bị lực lượng Israel giết chết không rõ liệu ông Netanyahu có ám chỉ đến Safi Edine hay không. Ông Netanyahu nói thêm, ngày nay Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Mặc dù giới lãnh đạo Hezbollah đã phải chịu những đòn giáng nghiêm trọng, các chuyên gia tin rằng một khoảng trống quyền lực đã xuất hiện, mở đường cho những nhà lãnh đạo cực đoan hơn có thể đáp trả Israel bằng sức mạnh tàn khốc. Mohamed al Basa, một nhà phân tích an ninh Trung Đông có trụ sở tại Mỹ, nói với Business Insider rằng việc Hezbollah tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới có thể dẫn đến một cuộc đấu tranh quyền lực tạm thời hoặc sự chia rẽ nội bộ. Ban đầu có thể làm suy yếu ảnh hưởng của nhóm này ở Liban. Điều này có thể làm mất ổn định và thay đổi các chiến lược chính trị và quân sự của Hezbollah. Tuy nhiên, ông al Basa cho rằng tình hình như vậy sẽ chỉ là tạm thời và xung đột có khả năng sẽ leo thang hơn. Anthony Lowenstein, tác giả cuốn phòng thí nghiệm Palestine, nói với Sky News, nhóm này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhiều người có thể trỗi dậy, nhiều nhân vật cực đoan hơn có thể xuất hiện. Ông William F. Wetzler, giám đốc cấp cao tại trung tâm Rafik Hariri và các chương trình Trung Đông cho biết cần phải nhớ rằng Hezbollah đã trở nên nguy hiểm hơn sau khi người sáng lập của tổ chức này là Abbas al-Musawi bị Israel ám sát vào năm 1992. Ông Wessler chỉ ra rằng cái chết của Musawai là chất xúc tác trong một loạt các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm một vụ đánh bom liều chết vào Đại sứ quán Israel ở Buenos Aires do một thành viên của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, một nhóm có liên hệ với Hezbollah thực hiện. Mireille Ribey, Chủ tịch nghiên cứu Trung Đông tại trường Đại học Dickinson ở Pennsylvania, cũng đã nhắc lại quan điểm đó trên tờ The Conversation. Bà Ribey cho biết Israel có thể không nhất thiết đạt được tác động mong muốn. Bà Dibay nói thêm, Nasrallah đã đi theo bước chân của al Musawi và dưới sự lãnh đạo của ông ta, nhóm này đã mở rộng chiêu mộ kho vũ khí và phạm vi hoạt động bên trong và bên ngoài Liban. Lịch sử giờ đây có thể lặp lại. Theo báo VOV đưa tin, bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận, quân đội Israel tiếp tục yêu cầu hàng nghìn cư dân ở nhiều ngôi làng phía nam Liban phải di rời nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo vào quốc gia láng giềng. Trong thông điệp bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X hôm nay, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Avichai Adrae yêu cầu cư dân tại 22 ngôi làng ở phía nam Liban di rời về phía bắc sông Awali. Thông điệp của IDF nêu rõ lực lượng này tiếp tục tấn công các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở bên trong hoặc gần các ngôi làng nằm trong danh sách người dân phải sơ tán. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, cư dân tại 22 ngôi làng được yêu cầu di chuyển về phía bắc sông Awali và không trở về nhà trước khi có thông báo mới. Trước đó, IDF cũng cảnh báo các nhân viên y tế và các đội cứu hộ Liban không sử dụng xe cứu thương tại khu vực phía Nam vì cho rằng các xe cứu thương cũng được Hezbollah sử dụng. IDF khẳng định sẽ tấn công tất cả các phương tiện chở người vũ trang không phân biệt chủng loại. Quân đội Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh Mũi tên phương Bắc vào Liban sáng sớm ngày 23 tháng 9. Đến đêm 30 tháng 9, bộ binh Israel vượt qua biên giới tiến đánh khu vực Nam Liban. Theo nhiều báo cáo, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương, trong đó có nhiều dân thường, đồng thời buộc hàng trăm nghìn cư dân ở cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án gây gắt chiến dịch quân sự của Israel, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Liban cũng như luật pháp quốc tế. Theo thông tin mới nhất do Topco đăng tải, vào ngày 10 tháng 10, không quân quân sự Nga đã thực hiện hơn 25 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Zeleny Siliak, Malaya Lugnia và Suza ở vùng biên giới Kursk. Đến nay, đây là số lượng kỷ lục các cuộc không kích mà Nga từng thực hiện nhằm vào lực lượng Ukraine xâm nhập lãnh thổ thời tiết xấu và địa hình lầy lội do mưa đã buộc lực lượng vũ trang ukraine phải tập trung máy móc dọc theo ba tuyến đường nhựa bao gồm diakonovo sút ra và rinskorenevo sút về phía biên giới ukraine ngay khi thiết bị và nhân lực ukraine rời khỏi các đồn điền để tập hợp lại họ ngay lập tức bị pháo binh nga dùng bom đạn pháo và máy bay không người lái tiêu diệt trước đó các nguồn tin của ukraine các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã tiến qua sườn trái của nhóm lực lượng vũ trang nước này ở vùng Kus. Do các đơn vị Nga đột phá ở khu vực Novoi Vanovka và Zelenskoye Silek, một tình huống chiến thuật không đáng tin cậy đã phát triển đối với lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Bắc. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 11 tháng 10, lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine gần Liubimovka, Tonsolok và Novoi Vanovka ở vùng Kus, khiến đối phương thương vong tới 60 quân nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này tiếp tục các hoạt động nhằm tiêu diệt lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã tiếp tục các hoạt động tấn công của mình trong ngày qua. Máy bay quân đội Nga tấn công lực lượng Ukraine gần 18 khu định cư ở vùng Kursk và 13 khu định cư ở vùng Sumy. Ngoài ra, bảy quân nhân Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga trong vòng 24 giờ qua. Trong ngày qua, Ukraine mất hơn 400 quân cùng với 18 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 10 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 4 hệ thống pháo binh. Lực lượng nga đã phá hủy 2 bệ phóng tên lửa HIMARS và VAMPIRE, 4 khẩu súng cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 14 xe cơ giới của đối phương kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Khovregus, Ukraine được cho là đã mất hơn 22.300 quân, 150 xe tăng, 98 xe bọc thép chở quân, 71 xe chiến đấu bộ binh, 907 xe chiến đấu bọc thép, 608 xe cơ giới, 185 khẩu pháo, 36 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9 bệ phóng tên lửa. 3 xe vận chuyển nạp đạn, 48 hệ thống tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không và 22 thiết bị công binh, bao gồm 13 xe công binh chiến đấu và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 3 xe bảo dưỡng và phục hồi thiết giáp. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 11 tháng 10, Nga phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 22 giờ 29 phút, có thông tin về sự di chuyển của một loại UAV không xác định trong không phận vùng Dnipropetrovsk. Từ 22 giờ 48 phút đến 23 giờ 56 phút, liên tiếp có báo cáo về sự xuất hiện của UAV ở Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kherson, Dnipro, Kirovograd, Kharkov, Sumy, Krivoidok. Lúc 23 giờ 20 phút, mối đe dọa tên lửa xuất hiện trên toàn lãnh thổ Ukraine khi một chiếc MiG-31K cất cánh. Vào 23 giờ 56 phút, mối đe dọa tên lửa được cho là đã giảm bớt. Sang ngày 12 tháng 10, từ 00 giờ 13 phút đến 1 giờ 51 phút, không quân cảnh báo hoạt động của UAV Nga ở Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov. Europin Pravda đưa tin, văn phòng Tổng thống Ukraine đã tiết lộ chi tiết về cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo vào một thu năm nay, nhưng ông Zelensky coi đây là cuộc gặp quan trọng nhất trong toàn bộ thời kỳ Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Zelensky trình bày chi tiết về kế hoạch chiến thắng với Thủ tướng Scholz và giải thích rằng đây là cầu nối dẫn đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình hiệu quả, nhằm củng cố vị thế của Ukraine và tạo điều kiện chấm dứt chiến tranh. Cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Đức trong năm tới, công việc liên doanh sửa chữa xe bọc thép trên lãnh thổ Ukraine và triển khai sản xuất vũ khí chung. Thông cáo lưu ý, ông Volodymyr Zelensky cũng đề xuất với Thủ tướng Olaf xem xét khả năng tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Đức và cá nhân Thủ tướng vì tất cả sự hỗ trợ mà Đức cung cấp cho Ukraine. Đức đã giúp đỡ chúng tôi nhiều nhất về phòng không và đó là sự thật. Nhờ vậy mà đã cứu sống hàng nghìn người Ukraine và mang lại sự bảo vệ cho các thành phố và làng mạc của chúng tôi khỏi sự tàn phá của Nga, ông Zelensky lưu ý. Iran vượt mặt mạng lưới phòng không Israel như thế nào? Hệ thống phòng không của Israel bao gồm nhiều lớp như vòng sắt Davis Link và hệ thống vũ khí Arrow dùng để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Mỗi hệ thống được thiết kế để bắn tên lửa đang bay tới ở các độ cao khác nhau. Hệ thống phòng không di động vòng sắt bao gồm 10 khẩu đội, mỗi khẩu đội mang theo 3 tới 4 bệ phóng tên lửa cơ động. Nó cung cấp một hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên tới 60 dặm vuông tại các khu vực đông dân cư. Hệ thống Davis Link có thể đánh chặn tốc kết và tên lửa ở độ cao 15 km trong phạm vi 40 km tới 300 km. Theo nhà sản xuất, một bệ phóng Davis Link có thể mang 12 tên lửa đánh chặn và được bắn từ vị trí gần như thẳng đứng. Adol là lớp trên cùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel phối hợp với hệ thống đâm và Davis Link. Phiên bản mới nhất của Adol được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong không gian, được gọi là đánh chặn ngoài khí quyển. Ông Kaliski nói với The Telegraph, ý tưởng của việc chế tạo hệ thống Adol là bắn hạ tên lửa bay tới ở mức độ xa nhất có thể, tốt nhất là trên lãnh thổ của đối phương. Nếu điều đó không thành công, các lớp phòng không tiếp theo sẽ sẵn sàng bắn hạ tên lửa khi độ cao của nó giảm xuống. Ông Kaliski cho biết thêm, tổ hợp Davis Link và cuối cùng là Iron Dam có thể bắn hạ tên lửa khi chúng ở gần mặt đất. Từ những video quay được, các chuyên gia cho rằng Israel có thể không có đủ đơn vị phòng không hoặc máy bay đánh chặn để chặn được một loạt tên lửa dồn dập như vậy. Một số nhà quan sát cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ của tên lửa Iran. Ông Fabian Hoffman, một chuyên gia tên lửa tại dự án hạt nhân Oslo cho biết, cảnh quay từ video thấy rõ ràng các tên lửa có tốc độ rất cao, khoảng 600-700m mỗi giây, chúng cực kỳ nhanh. Ông Hoffman nói thêm, tất cả các tên lửa mà Iran bắn ra về bản chất đều bay với tốc độ siêu thanh cho đến khi chúng quay trở lại bầu khí quyển và bị chậm lại. Hebola đôi khi cũng bắn hàng trăm tên lửa vào Israel trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hầu hết chúng đều kém hiệu quả và dễ bị đánh chặn hơn. Iran đã tấn công vào đầu. Israel ban đầu hạ thấp thiệt hại do cuộc tấn công gây ra, nhưng sau đó thừa nhận rằng một số căn cứ quân sự của nước này đã bị tấn công, mặc dù không có máy bay hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng nào bị hư hại. Hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs công bố sau đó tiết lộ rằng căn cứ không quân Nevatim đã bị ảnh hưởng ở 30 vị trí khác nhau nhiều nhà chứa máy bay và tòa nhà bị hư hại. Một hố lớn do tên lửa rơi xuống cũng xuất hiện gần trụ sở tình báo Mossad của Israel ở Galilot phía bắc Tel Aviv. Ước tính có hơn 20 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không, khoảng 20 tên lửa đã tấn công căn cứ không quân Nevatim, trong khi 3 tên lửa tấn công căn cứ Tenov ở miền trung Israel. Ông Kalinsky cho biết có khả năng hệ thống Adol đã bắn trúng động cơ của một số tên lửa nhưng chúng vẫn tiếp tục bay và cuối cùng rơi xuống đất các mảnh vỡ từ tên lửa đã được tìm thấy ở cả bờ Tây và bên trong lãnh thổ Israel sau cuộc tấn công. Theo báo VN Express đưa tin mới đây, mảnh vỡ tại hiện trường của không kích hai tòa nhà khiến 22 người chết ở Beirut, Lebanon, cho thấy Israel đã dùng bom lợn di đàm do Mỹ sản xuất quân đội Israel gọi tắt là IDF không kích hai tòa nhà ở trung tâm Beirut hôm 10 tháng 10, khiến 22 người thiệt mạng, 117 người bị thương, đánh dấu cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào thủ đô Lebanon từ khi giao tranh Hezbollah Israel tăng nhiệt hồi tháng 10 năm 2023. Tại hiện trường tòa trung cư đổ nát ở khu al bassa al phóng viên cua điển của Anh phát hiện mảnh bom dẫn đường Zidam do Mỹ sản xuất. Jidam là tên gọi chung của những loại bom thông thường được khoán cải thành bom lợn thông minh bằng cách gắn các bộ dẫn đường do Boeing chế tạo đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao tổ chức theo dõi nhân quyền hrvk và một cựu kỹ thuật viên về bom mìn của quân đội mỹ đã xác nhận nguồn gốc mảnh bom Chuyên gia cấp cao từ Bộ phận Phân tích Khủng hoảng, Xung đột và Vũ khí của HRVK cho biết mẫu bu lông, hình dáng và vị trí của nó phù hợp với cánh đuôi của bộ dẫn đường Zidane do Mỹ sản xuất trên bom MK-80. Bom MK-80 có ba loại, loại nhỏ nhất nặng 250 kg, loại lớn nhất nặng gần 1 tấn. Đây có thể là lần đầu tiên bom Mỹ được sử dụng trong một cuộc tấn công nhằm vào Beirut kể từ năm 2006. Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin. Vũ khí Mỹ đóng vai trò quan trọng trong xung đột Israel ở giải Gaza và Lebanon. Bom Zidane là một trong những loại vũ khí được Israel yêu cầu nhiều nhất từ Mỹ. Washington hứng chỉ trích nặng nề do tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv lên đến 17,9 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, bất chấp thương vong dân thường nặng nề do chiến sự ở Gaza và Lebanon. Hồi tháng 9, nhiều tổ chức nhân quyền đã ký thư chung gửi Tổng thống Joe Biden kêu gọi ông đình chỉ chuyển giao vũ khí cho Israel với lý do Senavip sử dụng đạn dược của Washington nhắm vào dân thường ở giải Gaza. Sau đòn không kích đêm ngày 10 tháng 10 của IDF vào Beirut, các đội cứu hộ đã phải làm việc suốt đêm để tìm kiếm người sống sót, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đồ nát ở khu Al-Bassa al, al Đây là khu phố của tầng lớp lao động, nổi tiếng với du lịch, đồ cổ, kiến trúc truyền thống. Người địa phương cho biết tòa nhà bị không kích có nhiều dân thường sinh sống, cũng là nơi tiếp cận người di tản từ miền nam Lebanon. Nơi này từng được cho là an toàn. Ali, cư dân 30 tuổi sống ở gần đó, cho biết. Chính phủ Lebanon cho biết các đợt tập kích của Israel trong năm qua đã khiến hơn 2.150 người thiệt mạng, hơn 10.200 người bị thương, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu thành viên Hezbollah trong số đó. Theo báo dân trí đưa tin, và xin Trúc, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Torres phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 11 tháng 10, có thể nói rằng khoảng 40 tới 50% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi phần lãnh thổ còn lại đã bị đối phương chiếm giữ. Các nhà phân tích quân sự cho biết, việc chiếm được đỉnh đồi Torres sẽ cho phép lực lượng Nga làm phức tạp thêm tuyến hậu cần tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở phần lớn mặt trận phía đông. Quân đội Ukraine đã báo cáo 8 cuộc giao tranh trên mặt trận Torres trong ngày qua, với đợt tấn công chính tập trung vào thành phố Torres gần Chebinipka. Ông Chinchuk cho biết lực lượng Nga đã không tiến vào thành phố trong vòng 24 giờ qua. Ông Chinchuk xác nhận vẫn còn khoảng 1.150 người ở lại thành phố đang bị bao vây này, trong khi các cuộc sơ tán vẫn tiếp tục được tiến hành với sự giúp đỡ của binh lính và cảnh sát Ukraine. Thành phố Torres, nằm ở trung tâm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DPA tự xưng, đã trở thành một trong những điểm xung đột chính giữa lực lượng Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Theo các báo cáo từ tiền tuyến, các đơn vị Nga đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực trên mọi khu phố của thành phố Torres, trong đó lực lượng chính tập trung vào việc tấn công các khu công nghiệp và khu dân cư. Bước đột phá này đạt được là nhờ vào các cuộc tấn công bằng pháo binh mạnh mẽ và sự hỗ trợ của không quân, cho phép quân đội Nga tiến sâu hơn vào thành phố. Các chuyên gia quân sự nhận định việc kiểm soát Torres mở ra những hướng đi chiến lược quan trọng để quân đội Nga tiếp tục tiến công. Thành phố này nằm gần tiền tuyến và đóng vai trò là trung tâm tiếp viện quan trọng cho lực lượng Ukraine. Việc kiểm soát thành phố có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi để bao vây các đơn vị Ukraine đồn trú tại khu vực này. Giao tranh ở Torres, một thành trì của Ukraine, xảy ra kể từ năm 2014 tới nay sau khi xung đột giữa lực lượng chính phủ và phe khai ở Donbass bùng phát. Trong hầu hết hai năm đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine từ đầu năm 2022, thành phố này chưa được đưa vào tầm ngắm cho tới tháng 6 năm nay khi Nga gia tăng tấn công. Đầu tháng này, Ukraine đã mất Vuleda, một thị trấn khai thác màu khác, nằm cách Torres 80 km về phía tây nam ở Donetsk. Moscow đã đẩy nhanh tiến độ tấn công vào Torres sau khi giành được Vuleda, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Bên cạnh Torres, những điểm nóng nhất hiện tại của cuộc chiến là các khu vực Pogrovs và Kudakove ở phía tây và tây nam Torres. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để kéo căng quân đội Ukraine hơn nữa. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine, Ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng tiền tuyến Ukraine sụp đổ khi Nga tiếp tục tiến về thành phố chiến lược Pogrovs, nơi có thể chứng kiến Moscow đạt được bước đột phá về phía Tây và củng cố nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk Đối với Moscow, việc giành được Torres sẽ đưa mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass đến gần hơn. Cho tới nay, Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn Lugansk, một phần của Donbass, và đang đẩy nhanh tiến độ theo hướng Donetsk. Vùng Donbass, bao gồm Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine, là trung tâm công nghiệp quan trọng của Kiev. Do vậy, việc mất đi khu vực này sẽ trở thành tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Trang tin quân sự Aviapro cho biết các đơn vị lực lượng Nga đã bao vây khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine tại khu vực gần làng Onkogka trong giai đoạn 2 của cuộc phản công tại Kursk. Theo đó, Moscow đã giành lại quyền kiểm soát 4 khu định cư gồm Liubimovka, Septuokka, Leonidove và Mikhailovka. Các diễn biến tương tự cũng đang được thực hiện ở vùng Zelenyslyak lân cận. Một trong những thông tin quan trọng là việc Nga giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng và Vanovka nằm ở quận Suzansky. Lực lượng Moscow hiện đang tiến quân từ nhiều hướng, tiếp tục đẩy đối phương đến khu vực biên giới giáp với vùng Sumy của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang cố gắng đưa lực lượng dự bị lên tiền tuyến, đồng thời bắt đầu rút lui khỏi làng Leonidove. Cuộc rút quân đang được thực hiện theo từng nhóm nhỏ bằng xe bọc thép cùng thời điểm này quân đội nga tiến lên và mở cuộc tấn công vào làng nitniklin kết quả là quân đội ukraine còn lại ở thị trấn tonsiluk cũng bị bắt gọn trong thế gọng kìm ở sườn phía bắc quân đội nga tiến vào làng malaya loknia theo đó quân đội nga rõ ràng đang nhắm đến mục tiêu bao vây lực lượng lớn đối phương tạo ra nhiều vạc dầu tại kurs trước tình thế nguy cấp binh lính ukraine buộc phải chạy trốn khỏi vị trí để tránh bị bao vây Kết quả là một số khu định cư và thành trì đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga mà hầu như không cần chiến đấu. Chịu tổn thất, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui về ra. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết lực lượng Ukraine bị lạc hướng trên chiến trường Bối rối trước tốc độ tấn công của Nga, các nhóm lớn của quân nhân Ukraine có trang thiết bị quân sự được phát hiện đang cố gắng trốn chạy dưới hỏa lực của Nga qua biên giới để quay về lãnh thổ Ukraine. Cũng theo ông Alaudinov, quân đội Nga đã phá hủy gần 70% xe chiến đấu của Ukraine tham gia vào các hoạt động ở Kursk. Đối phương đã triển khai nguồn lực đáng kể chưa từng có trong 3 năm qua để tấn công vào một khu vực cụ thể với hơn 200 xe tăng, hơn 400 xe chiến đấu bọc thép và xe chở quân, Tất cả những nguồn lực của châu Âu mà họ có đều được triển khai trong hoạt động này. 70% trong số đó đã bị phá hủy, ngay cả những chiếc xe còn lại bị phát hiện, chúng sẽ bị loại bỏ, ông Alauddinop nói. Theo ông Alauddinop, các nguồn lực quân sự của Ukraine đã cạn kiệt và hiện tại Kiev thậm chí không còn một nửa số xe mà họ triển khai để tấn công vùng Kursk. Hơn nữa, Ukraine cũng không có nhiều binh lính được huấn luyện như khi bắt đầu chiến dịch năm 2023. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô lớn, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh ở Kursk. Trong khi đó, các nhà quan sát quân sự nước ngoài xác nhận việc quân đội Ukraine rút lui khỏi khu vực Nga cho biết thêm rằng sự hoảng loạn trong hàng ngũ quân đội Ukraine đang gia tăng, đặc biệt là sau khi mất một trong những pháo đài chiến lược quan trọng của Ukraine. Binh sĩ Kiev đã mệt mỏi vì những thất bại liên tục và mất tinh thần vì những tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, việc rút lượng lớn quân khỏi khu vực Kursk có thể là một động thái của quân đội Ukraine nhằm tập hợp lại lực lượng để cố gắng tấn công biên giới Nga ở các khu vực khác. Hệ thống phòng thủ của Israel lộ tử huyệt Trước khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran với quy mô lớn chưa từng có này, Israel đã phải chống đỡ các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn kể từ tháng 10 năm 2023, trong đó có nhiều vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nói riêng đã phơi bày một số sai sót hoặc điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống vòm sắt. Hàng trăm máy bay không người lái đã được phóng từ Iran, Iraq, Yemen, Lebanon và Syria vào Israel trong năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Chúng bay ở độ cao thấp, thường nằm dưới radar của vòm sắt, buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF phải phát hiện và bắn hạ bằng tay. Vào tháng 7 năm 2024, một máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bay 2.000 km từ Yemen tới Israel, tấn công một căn hộ ở Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng. Trong nhiều năm qua, các chuyên gia an ninh đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công tên lửa phối hợp giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể áp đảo hệ thống phòng không Israel và gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Nhà phân tích Kalinsky cho rằng một đòn tấn công trực tiếp nếu nhắm vào Tel Aviv sẽ phá hủy nhiều tòa nhà trong khi đòn tấn công gián tiếp sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng do sóng xung kích mạnh từ các vụ nổ. Viễn cảnh về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran đã làm gia tăng mối lo ngại các khu vực dân sự có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chuyên gia Kalinsky lưu ý những vụ tấn công lớn sử dụng nhiều loạt tên lửa cần có thời gian chuẩn bị và có khả năng sẽ bị phát hiện trước khi diễn ra. Theo tờ Kajupos, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga với lực lượng chủ lực là lính dù và lính thủy đánh bộ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Ukraine ở vùng Kurs. Theo nguồn tin của nhóm phân tích deepset có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng phản công Nga được yểm trợ bởi xe bọc thép và pháo binh đã áp đảo các vị trí Ukraine ở làng Vanovka và Zelenysiliak. Các lực lượng Nga đã xé toạc một khoảng rộng khoảng 3 km ở sơn phía tây của tuyến phòng thủ dài hơn 100 km, tức là tương đương 62,5 dặm của Ukraine. Các báo cáo ban đầu về cuộc tấn công cho biết. Cuộc phản công của Nga dữ dội và quy mô lớn đến mức các lực lượng dự bị Ukraine ở hậu phương cũng được huy động khẩn cấp, giao tranh hết sức hỗn loạn, Dipset cho biết. Đây thực sự là một ngày rất tồi tệ, pháo binh và binh sĩ điều khiển UAV vốn luôn an toàn ở cách xa khu vực giao tranh này cũng đang đụng độ trực tiếp với các lực lượng Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, Nga mở rộng phản công mới từ ngày 10 tháng 10. Sau một ngày giao tranh, lực lượng Ukraine đã tạm thời ổn định tình hình nhưng mất nhiều khu vực kiểm soát. Không rõ có còn lực lượng chiến đấu nào của Ukraine ở làng Novoivanovka và Zelenysliak hay không. Nga đang ngày càng tiến gần hơn tới thị trấn biên giới xuất gia ở vùng Kursk. Hôm 11 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hành động quân sự đang được tiến hành để đánh bại các lực lượng đối phương ở vùng Kursk. Một số blogger quân sự Nga nhận định tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Kursk đã sụp đổ, có vẻ như có sự đột phá ở Kursk đối phương đang đồng loạt rút lui, blogger quân sự Nga Alexei Zivov cho biết. Một số nguồn tin khác đánh giá bước đột phá của Nga là nhờ hai đơn vị dạng dày kinh nghiệm được tung vào chiến đấu là Trung đoàn lính thủy đánh bộ số 15 và 810. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 11 tháng 10 không đề cập tới giao tranh ở vùng Kurs. Trước đó, Ukraine ước tính Nga đã tập trung 50.000 quân ở vùng Kurs để chuẩn bị phản công lớn. Theo thông tin của báo Dân Chí mới đây, Nga đã tăng cường phản công ở Kursk vào ngày 10 và 11 tháng 10 để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi điều kiện thời tiết xấu đi, hạn chế khả năng cơ động của họ trên chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã phân tích những báo cáo từ các nhà quan sát quân sự Nga về số lượng cuộc tấn công gia tăng và đòn phản công dữ dội của lực lượng Moscow gần một số khu vực đông dân cư ở vùng Kursk. Đồng thời, ISVK nhấn mạnh rằng bản thân các nhà phân tích cũng chưa thấy bất kỳ xác nhận nào về cuộc tiến công được cho là của quân đội Nga, RFAF, ở quận Suzansky hoặc việc lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi hầu hết quận Glutkovsky vào ngày 10 và 11 tháng 10, hoặc thông tin quân đội Ukraine bị bao vây ở quận Korenevsky. Báo cáo có đoạn, các cuộc phản công tăng cường của Nga có thể nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kursk trước khi điều kiện thời tiết xấu bắt đầu hạn chế hoạt động tác chiến của họ trên mặt trận giới chức Ukraine trước đó lưu ý RFAF đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine, đặc biệt là tấn công cơ giới nhằm tận dụng đường xá và địa hình khô giáo trước khi mùa mưa làm đất mềm, đồng thời hoạt động này của Nga nhằm chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk. ISV dự đoán các chỉ huy quân sự Nga có thể lo ngại điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 sẽ khuyến khích hình thái chiến đấu theo vị trí ở khu vực Kursk và giúp lực lượng Kiev có thêm thời gian để củng cố vị trí tốt hơn. kép nhận định, các lực lượng Ukraine được củng cố tốt hơn với mạng lưới công sự rộng khắp hơn ở khu vực Kursk có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đẩy lùi đối phương về bên kia biên giới. Lực lượng Moscow có thể cảm nhận được rằng cơ hội đẩy đối phương ra khỏi khu vực Kursk đối với số nhân lực và trang thiết bị mà RFAF huy động để thực hiện nhiệm vụ này đang khép lại. ISVK nhắc lại rằng Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sisky trước đó đã tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kurs vào ngày 6 tháng 8, Moscow đã tái triển khai khoảng 50.000 quân từ các khu vực hoạt động khác đến mặt trận Kurs và Bộ Chỉ huy Quân sự Nga có thể đang tìm kiếm giải pháp để tránh điều chuyển thêm nhân sự đến khu vực trong trường hợp sự hiện diện của Ukraine tiếp tục cho đến năm 2025. Ông cũng nhấn mạnh việc tái triển khai như vậy có thể làm suy yếu quân đội Nga ở các khu vực Kherson, Zaporizhzhia và Kharkov. Các nhà phân tích tin rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm cách nhanh chóng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk nhằm giải phóng năng lực chiến đấu để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Pokrov và ở phía tây khu vực Donetsk, nơi được ưu tiên hàng đầu của Moscow. ISV kép kết luận, tuy nhiên các lực lượng Nga đã không đạt được thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Kursk Kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, đồng thời, việc tăng cường các cuộc phản công có nguy cơ làm cạn kiệt và suy giảm sức mạnh chiến đấu mà quân đội Nga hy vọng sẽ chuyển sang các hoạt động tấn công ưu tiên ở vùng Donetsk. Theo báo VTC News đưa tin, tổng thống Iran Masao Pezkesian nói trong chương trình Moscow Kremlin Putin Tôi muốn nói với Israel rằng hãy dừng lại, hãy ngừng giết hại người vô tội, ngừng ném bom nhà dân, những người đã chẳng còn gì. Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế. Họ làm như vậy vì biết rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đang hậu thuẫn họ. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông leo thang mạnh vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các chiến binh Hamas của Palestine tiến từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel bắt giữ hơn 250 con tin và khiến nhiều người dân ở các khu định cư biên giới Israel thiệt mạng. Hamas tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả hành động của chính quyền Israel chống lại nhà thờ Hồi giáo Al-Qasa ở Jerusalem. Israel đã áp đạn lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với giải Gaza và bắt đầu không kích vào Gaza cũng như là một số khu vực của Lebanon, Syria trước khi tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Gaza. Để thể hiện tinh thần đoàn kết với Hamas, lực lượng Hezbollah ở Lebanon cũng triển khai nhiều cuộc không kích nhằm vào Israel khiến xung đột tiếp tục lan rộng. Israel sau đó cũng chuyển dần trọng tâm chiến dịch về phía Lebanon. Trong các cuộc tấn công gần đây vào Lebanon, lực lượng của Israel cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này là Hassan Nasrallah và hai người kế nhiệm ông. Theo đó, tối ngày 1 tháng 10, Iran tấn công tên lửa vào Israel để đáp trả vụ giết hại các nhà lãnh đạo chủ chốt của Hamas, Hezbollah và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Tehran tuyên bố rằng 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu dự kiến, trong khi Israel cho biết Iran chỉ phóng 180 tên lửa và hầu hết đã bị đánh chặn. Bộ Tổng tham mưu Israel nói sẽ chọn đúng thời điểm để triển khai cuộc phản công bất ngờ nhằm vào Iran. Europin đã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Anh John Gilly đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, xung đột ở Trung Đông và các vấn đề hiện tại khác. Hai bộ trưởng đã có cuộc điện đàm, trong đó khẳng định quyết tâm hỗ trợ Ukraine. Các bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc ngăn chặn Iran và các nhóm được nước này hỗ trợ nhằm đề cao căng thẳng ở Trung Đông. Vào tháng 9, The Times đưa tin rằng Mỹ và Anh được cho là đang chuẩn bị cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng thông báo như vậy sẽ không được công bố nhằm duy trì yếu tố bất ngờ cho Nga. Sau đó, Ngoại trưởng Anh David Lamy tuyên bố rằng quyết định dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga có thể được đưa ra trước khi bắt đầu mùa đông. Khốc liệt chiến trường Ukraine, giao tranh UAV công nghệ cao khắp chiến tuyến Ukraine và Nga ngày 12 tháng 10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước theo AFP, trong diễn biến mới nhất của cuộc xung đột kéo dài, Ukraine và Nga ngày 12 tháng 10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã bắn hạ 47 UAV của Ukraine trong đêm. Cụ thể, 17 UAV bị bắn hạ ở vùng Krasnodar phía đông nam 16 UAV bị hạ trên biển Azov, 12 UAV bị tiêu diệt ở tỉnh biên giới Kos. Về phía Ukraine, không quân nước này tuyên bố đã vô hiệu hóa 24 trong số 28 UAV do Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine. Các UAV này bị tiêu diệt tại các khu vực Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kherson. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn cho biết lực lượng nước này đã tấn công một kho nhiên liệu ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát, gây cháy lớn Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này. Thống đốc vùng Krasnodar của Nga đã báo cáo trên Telegram rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho ba ngôi nhà và đốt cháy một phương tiện. Cho tới nay, lực lượng Nga đã đạt được tiến triển trên mặt trận phía đông và nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine. Diễn biến này khiến Ukraine phải đối mặt với mùa đông khó khăn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Kursk chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ khẳng định Kiev có thể giữ vững khu vực này trong nhiều tháng. Đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 8. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận sự đột phá này. Blocker quân sự Dipset của Ukraine cảnh báo các lực lượng Nga có thể bao vây binh lính Ukraine nhưng sau đó cho biết tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn đang được kiểm soát. Điếp xét thông tin đối phương đã xuyên thủng sơn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk. Ukraine có nguy cơ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Phía Nga, kênh Telegram quân sự Riba khẳng định lực lượng của họ đã đạt được những kết quả rõ rệt tại nhiều khu vực. Một đoạn video đăng tải trên kênh Telegram có tựa đề thông báo từ lữ đoàn cận vệ 155 của hạm đội Thái Bình Dương cho thấy hình ảnh lính Ukraine bị thương nặng và bị trói trong một tầng hầm. Video còn cho thấy các thi thể của binh lính Ukraine giải rác trong một khu rừng thưa. Dù chưa thể xác thực video này, các blogger quân sự Nga tuyên bố lính thủy đánh bộ của lữ đoàn cận vệ năm đã tham gia giao tranh tại quận Goloskovsky của Kurs, nơi phần lớn lực lượng Ukraine được cho là đã bị đánh bại. Theo D. Ba, lực lượng Ukraine hiện chỉ còn lại tại một khe núi và một khu rừng nhỏ hình tam giác phía nam đường sắt. Quận Gluskovsky nằm ở phía tây thị trấn Suzak là khu vực hiện do Ukraine kiểm soát. Tiến triển của Moscow tại Kursk là một cú đánh mạnh đối với Kiev, trước đó Ukraine coi cuộc tấn công Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của họ. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành tấn công vào Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch này mà ông đã trình bày với Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 10 tháng 10. Ông Zelensky tin rằng chiến dịch Kursk sẽ buộc Nga phải điều chuyển binh lính từ mặt trận Donbass, nơi vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Theo tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky, Nga đã điều khoảng 50.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, một số chuyên gia không hoàn toàn đồng ý với nhận định này. John Forman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev, cho rằng cuộc tấn công Kurs không tạo ra thay đổi chiến lược lớn đối với Washington hay châu Âu. Nhiều nhà bình luận còn nhận định chiến dịch này đã thất bại vì Nga vẫn tăng cường tấn công dọc theo mặt trận Donbass. Ukraine hy vọng chiến dịch tại Kursk sẽ thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh, bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tên lửa vào Nga, điều mà ông Zelensky cho rằng cần thiết để bảo vệ cất. Một số quan chức Mỹ cũng hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, cho rằng đó chỉ là danh sách mong muốn về vũ khí. Ông Keir summer cũng từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa Som đầu do Anh cung cấp để tấn công vào Nga trong cuộc gặp hôm 10 tháng 10. Trên mặt trận Donbass, Nga đã đạt được nhiều tiến triển khi chiếm được thị trấn Vuhledar tuần trước và tiến công vào thị trấn chiến lược Torez trong tuần này. Dù vậy, thành công bất ngờ của Nga tại Kursk vẫn là cú sốc lớn đối với cả Ukraine và Mỹ. Sky News đưa tin Tổng thư ký NATO Mark Rutte tin rằng các đồng minh NATO không nên sợ hãi trước các mối đe dọa hạt nhân mà ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin đang sử dụng nhằm làm suy yếu viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine khi được hỏi liệu các đồng minh NATO có nên chú ý đến cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Nga hay không, ông Dut nhấn mạnh rằng họ không nên chú ý. Không, điều đó không đáng và dù sao thì họ cũng không chú ý đến, người đứng đầu liên minh nói. Ông Dut cho biết, cuộc tập trận hạt nhân Zedfat của NATO bắt đầu vào tuần tới sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của liên minh trong việc đáp trả các mối đe dọa từ Điện Kremlin. Tổng thư ký liên minh nhấn mạnh, NATO rất mạnh, chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào. Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh của NATO, đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào và chúng tôi sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi các nước ngoài NATO đang cố gắng đe dọa chúng tôi. Điều đó là vô ích. Hãy để ông ấy, tức là ông Putin, đừng làm nữa. Ông cũng thu hút sự chú ý đến thực tế rằng điều quan trọng hiện nay là các nước phải kiểm tra và tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Ông nói thêm, chúng tôi cũng đã nói rõ với đối thủ rằng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ mở rộng các điều kiện để chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Europin Prapda đưa tin, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Annalena Babok, Ngoại trưởng Slovakia Zuzana Blana cho biết Slovakia có kế hoạch mở rộng cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự Ukraine ở Michalovsk. Các nhà ngoại giao đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề di cư và quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Blana xác nhận Slovakia muốn mở rộng cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự Ukraine ở Michalovs. Đức sẽ tài trợ cho việc sửa chữa thiết bị và Slovakia sẽ cung cấp mặt bằng. Theo ông Blana, dù có ý định mở rộng căn cứ sửa chữa, nhưng Slovakia sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Như đã biết, xưởng sửa chữa nằm trong căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Slovakia ở Michalovs bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2022. Gần đây, Thủ tướng Ukraine Denis Simhan đã gặp người đồng cấp Slovakia Robert Fico tại Zakarpattia. Sau đó, Ukraine và Slovakia chỉ ký bốn văn kiện chính phủ Ukraine và Slovakia đã ký một tuyên bố chung, trong đó đề ra các lĩnh vực hợp tác chính, tăng cường đối thoại chính trị, xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp và ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sau cuộc họp, Thủ tướng Ukraine đã công bố kế hoạch khởi động chuyến tàu Kiev Bratislava, trong đó cũng sẽ bao gồm các toa tàu đến thủ đô viên của Áo. Ông Simhan cũng nói về kế hoạch sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm ở Slovakia. Theo báo Công Thương đưa tin, Ukraine đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái và 33 tổ hợp robot mặt đất sản xuất trong nước vào chiến trường. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã có bước tiến lớn trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ không người lái, phục vụ mục đích quân sự. Bộ Quốc phòng nước này đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái mới trên chiến trường, cùng với 33 tổ hợp robot mặt đất được sản xuất trong nước. Điều này thể hiện sự tăng cường đáng kể trong sản xuất quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, nơi các hệ thống không người lái và robot ngày càng đóng vai trò chiến lược trong hoạt động quân sự. Trong số các hệ thống được triển khai, đáng chú ý nhất là mẫu máy bay không người lái Black Widow đã được các lực lượng vũ trang Ukraine chấp thuận sử dụng. Black đầu là một hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm có thể hoạt động như máy bay ném bom và trinh sát, đặc biệt hữu dụng trong các nhiệm vụ càng ngày lẫn đêm. Điều làm nên sự khác biệt của Black đầu là thiết kế mô đun cho phép nó sử dụng linh hoạt trong nhiều cấu hình, bao gồm các nhiệm vụ tái sử dụng hoặc dùng một lần tùy theo nhu cầu chiến thuật. Đây là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển công nghệ quốc phòng của Ukraine trong thời gian gần đây. Ngoài các hệ thống máy bay không người lái, Ukraine cũng tập trung phát triển các hệ thống robot mặt đất với sự hỗ trợ của sáng kiến BREP-1, một chương trình do chính phủ dẫn dắt nhằm thúc đẩy các công nghệ quân sự mới. Các hệ thống này đóng vai trò không thể thiếu trong chiến đấu, từ việc giải mìn, sơ tán thương binh đến hỗ trợ hậu cần. Một ví dụ tiêu biểu là chó robot tàng hình được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm cao. Những robot này có thể thâm nhập vào các khu vực chiến lược như chiến hào của đối phương, phát hiện mìn hoặc thậm chí là vận chuyển vật tư nhỏ như là đạn dược và y tế đến các vùng chiến đấu có nguy cơ cao so với năm 2023 khi chỉ có 60 hệ thống máy bay không người lái và 9 tổ hợp robot được phê duyệt, con số trong năm 2024 đã tăng vọt, cho thấy tốc độ sản xuất và ứng dụng công nghệ không người lái tại Ukraine đang phát triển mạnh mẽ. Đại tá Vladimir Roshniak, người đứng đầu cục hỗ trợ vòng đời chính cho vũ khí và thiết bị quân sự, nhận định rằng các nhà sản xuất trong nước đang đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của chiến trường, phát triển một loạt các hệ thống máy bay không người lái từ kamikaze, máy bay ném bom đến trinh sát pháo. Các hệ thống này không chỉ đa dạng về mục đích sử dụng mà còn bao phủ nhiều loại môi trường chiến đấu khác nhau, từ chiến thuật đến chiến lược các tổ hợp robot mặt đất cũng được phát triển với nhiều chức năng đa dạng từ tấn công trinh sát đến hỗ trợ hậu cần và sơ tán nhờ vào tính linh hoạt những hệ thống này giúp quân đội ukraine tối ưu hóa hoạt động bằng cách tích hợp công nghệ không người lái vào các nhiệm vụ đầy rủi ro mà con người khó thực hiện điển hình như trong các nhiệm vụ kỹ thuật các robot mặt đất đã chứng tỏ hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro cho binh lính Đặc biệt, trong quý 3 năm 2024, hơn 40% số hệ thống không người lái và robot mặt đất được phê duyệt cho thấy sự bùng nổ trong sản xuất công nghệ quốc phòng của Ukraine. Một số hệ thống tiên tiến đã được thiết kế để đối phó với chiến tranh điện tử với tính minh bạch vô tuyến cao, tiếng ồn thấp và có hệ thống dẫn đường tự hủy tinh vi. Những cải tiến này giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của các lực lượng Ukraine trong môi trường thù địch và giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không người lái tại ukraine phản ánh khả năng thích ứng cao của các nhà sản xuất quốc phòng với yêu cầu khắc nghiệt của chiến trường với tốc độ tăng trưởng hiện tại công nghệ không người lái và robot mặt đất sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của ukraine đồng thời giúp quốc gia này chống lại các cuộc tấn công bằng công nghệ quân sự hiện đại từ phía nga Bộ Quốc phòng Ukraine cũng khuyến khích các nhà phát triển tiếp tục nghiên cứu và liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật quy trình mã hóa công nghệ nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tối ưu hóa các giải pháp quân sự trong tương lai. Kênh Military Samarit đưa tin quân đội Nga RFAF tiếp tục phản công ở Kursk. Theo các nhà quan sát quân sự Nga, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm lại tất cả các vị trí theo hướng Veseloye, ngoại trừ làng Novibut. Từ hướng Korenevo có nhiều hình ảnh về các phương tiện của Ukraine bị bắt. Các báo cáo cho biết quân đội Ukraine AFU đang bị bao vây ở Onkopka. Hai tình huống bao vây khác cũng được báo cáo đã diễn ra ở Tonsiluk cũng như là Palekovo. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 46 cho biết edf -AF đang có kế hoạch xé toan đội hình AFU bao vây tất cả các đơn vị ép ở phía Bắc bằng cách tiến lên từ nhiều hướng. Tại Kupiansk, lực lượng Moscow đã chiếm thêm các vị trí khác ở các cánh đồng phía Bắc làm Pichane với sự xác nhận trực quan. Ở Pokrovs, không có nhiều thông tin được tiết lộ trong hai ngày qua. Hầu hết các hoạt động được ghi nhận ở phía Nam, nơi RF-AF đang khai hỏa dồn dập vào tuyến đường tiếp tế còn lại. Một video định vị địa lý khác cho thấy họ chiếm hoàn toàn ngôi làng Ochipske. Kênh Tidopka cũng xác nhận lực lượng Moscow tổ chức bao vây quân đội Ukraine tại Zeleni Siliak theo hướng Kursk. Theo đó, việc nối lại các hoạt động phản công theo hướng Kursk đã mang lại kết quả nhanh chóng. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 Nga đã cắt đứt đường rút lui của lực lượng Kiev trong khu vực đường cao tốc Sutji kodenevo và đây không phải là rắc rối duy nhất đối với nhóm binh lực Kiev, không chỉ có một nồi hầm duy nhất mà nhiều hơn thế. AFU có rất ít lựa chọn ngoài việc rút chạy thật nhanh hoặc sẽ bị tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Kênh Thi Ba cho biết tình hình cụ thể hơn ở Kursk khi lực lượng Moscow đang phát triển một cuộc phản công quy mô lớn ở một số khu vực, giành được thắng lợi, chiếm lại nhiều khu định cư. Tại quận Kluskovo gần Veseloye, RFAF đẩy lùi lực lượng Kiev về phía đường sắt và tiếp cận vùng ngoại ô Noviput. Ngoài ra, tình hình ở Medvede đã được làm rõ. Quân đội Nga không chỉ kiểm soát ngôi làng mà còn đánh bật đối phương khỏi các vành đai rừng liền kề. Như vậy, các đơn vị thuộc ba trung đoàn dù 137-56-51, lữ đoàn cơ giới độc lập 155 cùng trung đoàn đặc nhiệm AKMAT-1434 Chechnya của Nga, trên thực tế đã đẩy lui hoàn toàn các đội hình Ukraine khỏi quận Gluskovo. Sự hiện diện của AFU chỉ còn lại ở khe núi phía nam Krasnoyarskoye, Noviput cũng như là một tam giác nhỏ có vành đai rừng phía nam đường sắt. Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow cũng có những bước tiến đáng kể ở vùng lân cận Lyubimovka, Zelenysliak, các làng Pokrovskoye, Nizniklin đã nằm trong tầm kiểm soát của họ, đồng thời vẫn còn các cuộc phản công ở Lyubimovka. AFU đang bám chặt vào khu định cư vốn đã bị bao vây một nửa ở vùng ngoại ô và ở làng Tonsiluk. Điều thú vị là, theo một số báo cáo, tại các cánh đồng phía nam Onkopka cũng như phía tây Kremianoye vẫn còn giải rác các nhóm tàn quân Ukraine bị cắt đứt khỏi lực lượng chính. Số phận của họ có thể sẽ rõ ràng trong tương lai gần. Tại quận Sút Gia, giao tranh vẫn tiếp diễn, lực lượng Moscow đang tấn công. Theo thông tin từ thực địa, trái với những tin đồn gần đây, ngôi làng Fana CFK vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng tại khu vực Plekovo, lực lượng Nga đã đạt được những thành công đáng kể. Do đó, EDF-AF đang tiến từ hướng Ulanok qua các khu rừng đầm lầy gần sông Pisen, hiện đã bao vây một nửa Plekhovo, phá vỡ nguồn cung cấp của đối phương, đánh úp họ từ cả hai phía Bắc Nam. Ở phía Bắc, một khu rừng lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo thông tin sơ bộ, đoạn đường cao tốc 38N-515 giữa Plekhovo với Magnovka đã bị cắt đứt. Về phía Nam, quân đội Nga đã chiếm được một số cứ điểm, bao gồm cả những cứ điểm do AFU tạo ra từ đầu. Xa hơn về phía Bắc, tại khu vực Ruskaya, Konopenka, giao tranh vẫn tiếp diễn, không bên nào kiểm soát hoàn toàn khu định cư, nhưng thế chủ động ở đây thuộc về lính rủ Nga. Về phía Nam, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo tuyến đường sắt về phía kolmakovo Akronom. Nếu họ duy trì tốc độ tiến công, AFU sẽ buộc phải rút lui khỏi Ruskaya, Konopenka hoặc đơn giản là bị kết liễu tại đó. Về phía Tây Nam tuyến đường sắt cũng có một cuộc tiến công của RF-AF. Đối phương đã bị đẩy ra khỏi một số vành đai rừng ở phía đông chạm xăng nơi đang diễn ra giao tranh. Trong tương lai gần, AFU sẽ lâm nguy. Theo kênh Tiba, lực lượng Moscow thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của đối phương ở vùng Odessa và Kramatorsk. Ngược lại, Kiev tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV về phía các vùng Kursk, Bryansk, Benkorod cũng như là Rostov của Nga. Về phía Pokrovs, AFU đã phát động một cuộc tấn công về phía tây bắc Novohrodivka. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây của Selidovo. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ostrokoye ở phía tây Ochi mở ra triển vọng về một cuộc tấn công vào Kudahovka từ phía nam. Về phía Selidovo, sau một thời gian tạm dừng ngắn liên quan đến việc củng cố hậu phương của lực lượng Moscow, giai đoạn thứ hai của chiến dịch bắt đầu bằng việc ngăn chặn hậu cần của Ukraine. Điều này đã xảy ra tương tự trước cuộc tấn công quyết định vào Abdiqa. Trước đó ở bang Mert, Atimovs, khi một hành lang nhỏ được để lại cho AFU tại lối ra mà những ai cố gắng thoát ra khỏi thành phố đều bị tiêu diệt, dự kiến sẽ có mưa trong suốt tuần tới. Nếu không ngăn cản hoàn toàn việc sử dụng đường nông thôn thì cũng sẽ làm chậm giao thông ở đó nhiều nhất có thể. Tính đến thực tế là chỉ có 3 tuyến đường hậu cần quan trọng. RFAF có thể sớm lặp lại chiến thuật máy xay bác mớt khi lực lượng KF bị cắt nguồn cung cấp. Post đưa tin lực lượng Kiev đang bị kẹt ở phía nam, làng Veseloye, đồng thời mất đi những thiết bị có giá trị nhất của họ, bao gồm hàng loạt xe thiết giáp tối tân do NATO cung cấp như là CV-90, Marder, M2 Bradley, Stryker. Bài viết có đoạn lực lượng vũ trang Ukraine đã rơi vào một cuộc phục kích toàn khốc ở đó sự việc này xảy ra vào ngày 20 tháng 9, tác giả lưu ý đoàn xe cơ giới AFO với thiết bị quân sự của phương Tây đang tiến dọc theo đường cao tốc chính nối làng Kluskovo với Veseloye. Tại đó, họ đã bị quân đội Nga phục kích. Ford cũng đề cập rằng Kiev đang triển khai các tiểu đoàn, lữ đoàn tinh nhuệ đến khu vực Kursk, nhưng ngay cả những đơn vị này cũng đang gặp khó khăn đáng kể. Cách thức tấn công của Iran Video do một hành khách trên máy bay thương mại từ Dubai quay lại đã ghi lại cảnh tượng ban đầu của vụ tấn công, nhiều khả năng xảy ra gần thành phố Sira của Iran. Ngay sau đó, người dân Israel được cảnh báo đi tới nơi trú ẩn. Theo ước tính, tên lửa đạn đạo Iran mất khoảng 12 phút để đến đích, đầu tiên là đi vào bầu khí quyển của trái đất và sau đó là quay trở lại nhắm vào mục tiêu với tốc độ cao. Video quay được từ Jordan cho thấy tên lửa lao vút về phía Israel, còn cảnh quay trên mặt đất tại Israel cho thấy các hệ thống phòng không được kích hoạt và trong một số trường hợp chúng bị áp đảo. Ít nhất 9 tên lửa tấn công gần các cơ sở quân sự ở Israel, trong khi các báo cáo chi tiết sau đó phát hiện ra rằng nhiều tên lửa khác đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Tiến sĩ Jehoshua Kaliski, nhà nghiên cứu cấp cao tại INSS có trụ sở ở Tel Aviv, suy đoán Ý định của Iran là làm bão hòa hệ thống phòng không Israel bằng cách bắn 180 tên lửa cùng một lúc, một con số lớn chưa từng có. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, các nguồn tin thân cận cho biết Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở miền Nam Liban với việc thành lập bộ chỉ huy quân sự mới sau khi Israel tiêu diệt loạt thủ lĩnh hàng đầu của phong trào này. Theo nguồn tin, bộ chỉ huy quân sự mới sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tấn công bằng hỏa lực rocket và tấn công trên bộ. Hezbollah dường như đã suy yếu sau 3 tuần hứng chịu những đòn tấn công khốc liệt từ Israel. Đáng chú ý nhất là vụ ám sát thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah. Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Hezbollah, theo dõi cách phong trào này đáp trả quân đội Israel. Bốn nguồn tin quen thuộc với các hoạt động của Hezbollah cho biết, phong trào này vẫn còn một kho vũ khí đáng kể, bao gồm cả tên lửa chính xác mạnh nhất mà họ vẫn chưa sử dụng bất chấp các đợt không kích mà Israel cho rằng đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho vũ khí của lực lượng ở Liban. Hai nguồn tin gồm một chỉ huy chiến trường của Hezbollah và một nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết bộ chỉ huy của Hezbollah đã bị gián đoạn trong vài ngày đầu sau vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah hôm 27 tháng 9. Ông Nasrallah cùng các nhà lãnh đạo Hezbollah khác và một chỉ huy của Iran đã bị ám sát trong cuộc tập kích của Israel ở Beirut. 72 giờ sau đó, các tay súng Hezbollah đã thành lập một phòng hoạt động mới. Theo các nguồn tin, trung tâm chỉ huy mới vẫn hoạt động bất chấp các cuộc tấn công của Israel, nghĩa là các tay súng ở phía Nam có thể bán tên lửa và chiến đấu theo lệnh của Trung ương. Một nguồn tin thứ ba, quan chức cấp cao thân cận với Hezbollah cho biết phong trào này đang tiến hành một cuộc chiến tiêu hào. Ông Abraham Levin, nhà phân tích của tổ chức tư vấn Alma của Israel, cho biết Hezbollah đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang chờ đợi quân đội Israel và nhấn mạnh họ không phải là mục tiêu dễ dàng. Ông Levin nói, thực tế là loạt chỉ huy đã bị tiêu diệt, không làm mất đi khả năng nhắm vào các cộng đồng Israel hoặc cố gắng tấn công lực lượng Israel. Chỉ huy chiến trường của Hezbollah cho biết các tay súng có thể linh hoạt thực hiện các mệnh lệnh theo khả năng của mặt trận. Vị quan chức này mô tả bộ chỉ huy mới là một vòng tròn hẹp tiếp xúc trực tiếp với chiến trường, rất hiếm khi một chỉ huy chiến trường của Ebola phát biểu với giới truyền thông quốc tế. Ông cho biết bộ chỉ huy mới hoạt động hoàn toàn bí mật và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thông tin liên lạc hoặc cấu trúc của bộ chỉ huy. Hezbollah không thông báo ai là thủ lĩnh mới của phong trào này. Tuần này, Phó Thủ lĩnh Seid Naim Qasem cho biết ông ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn và phải nói rằng khả năng của nhóm vẫn còn nguyên vẹn. Một nguồn tin khác quen thuộc với các hoạt động của Hezbollah cho biết mạng lưới điện thoại cố định chuyên dụng của nhóm này rất quan trọng đối với các hoạt động liên lạc hiện tại. Theo một số nguồn tin, mạng lưới này vẫn hoạt động sau các cuộc tấn công hệ thống liên lạc của Hezbollah hồi tháng 9. Ông Andreas Kriak, giảng viên cao cấp tại khoa nghiên cứu an ninh thuộc Đại học King's College London cho biết năng lực của Hezbollah đã bị suy yếu, nhưng lực lượng này vẫn có thể bắn tên lửa với cường độ mạnh vào Israel và giữ tên lửa đạn đạo làm vũ khí cuối cùng. Về phần mình, Hezbollah cho biết phong trào này đã tăng cường hỏa lực trong những ngày gần đây. Trước cuộc xung đột mới nhất, sổ tay Giữ kiện thế giới của cơ quan tình báo trung ương Mỹ cho biết Hezbollah sở hữu hơn 150.000 tên lửa và rocket. Song hai nguồn tin cho biết Hezbollah đã không sử dụng các loại tên lửa mạnh nhất, gồm cả tên lửa dẫn đường chính xác, để dự trữ cho một cuộc chiến tranh dài ngày và tránh khiến Israel mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Liban, chẳng hạn như là sân bay Beirut, đường xá và cầu cống. Nguồn tin thứ ba tiết lộ Hezbollah không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Israel như Tel Aviv bằng những vũ khí mạnh nhất vì động thái như vậy sẽ tạo cho Israel lý do để tấn công Liban mạnh hơn nữa. Mohannad Hage Ali, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Đông Kennedy có trụ sở ở Beirut, nhận định Hezbollah muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Israel cũng như các đồng minh trong trục kháng chiến rằng năng lực của họ vẫn còn nguyên vẹn và có thể gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Israel. Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ giới hạn vào miền nam Liban khi nước này đẩy mạnh cuộc chiến với Hezbollah. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Israel đã tấn công trung tâm thủ đô Beirut. Trước đó, các cuộc tấn công chỉ dừng lại ở các vùng ngoại ô phía nam của thành phố này. Theo các chuyên gia về không chiến, ngoài Gaza, Israel đang nã bom vào Liban với mức độ chưa từng thấy trong 20 năm qua. Theo báo điện tử VOV đưa tin, quân đội Nga đang chạy đua với thời gian, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Đôn Bắc, phía đông Ukraine trước khi những cơn mưa khiến mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ giảm mạnh. Một trong những khu vực mà Moscow đang tiến đánh dữ dội trong những ngày qua là thị trấn Torez. Ukraine lo ngại thị trấn khai thác than Torez có nguy cơ rơi vào tay các lực lượng Nga sau khi Úc Leda thất thủ. Oleksandr, lính pháo binh thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 109 của Ukraine, được triển khai trong khu vực, cho biết Tôi không nghĩ thị trấn này sẽ trụ được lâu trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại Torez thành trì chi chiến lược của Ukraine sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2024. Trong hai năm đầu tiên của cuộc xung đột, nơi này là khu vực tương đối yên tĩnh trên tiền tuyến. Vì vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga phát động tấn công vào đây từ tháng 6 năm 2024. Phát biểu với Kyiv Independent, chuyên gia quân sự Ukraine Mykhailo Zirokov cho biết, tình hình rất tồi tệ nếu Bộ Chỉ huy của Ukraine không điều quân dự bị đến Torres trong thời gian tới, tình hình sẽ khó khăn, thậm chí rất thảm khốc. Ông Zirokov lưu ý, Ukraine hiện đang vào mùa thu và Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi khiến cho quá trình cung cấp hậu cần gặp thách thức, họ sẽ buộc phải dừng các cuộc tấn công. Vì vậy, vì thế khi thời tiết vẫn còn thuận lợi, họ đã cố gắng chiếm giữ thêm nhiều vùng lãnh thổ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình ở Torets, nơi có khoảng 1.200 người dân đang sinh sống, đã xấu đi nhiều. Người phát ngôn quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova cho biết các lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Torres và đang cố gắng di chuyển về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn. Theo giới quan sát, số phận của Torres phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo tới đây để ngăn chặn bước tiến của Nga hay không. Do tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, Ukraine buộc phải ưu tiên cho các khu vực trên tiền tuyến hơn là những khu vực khác. Đầu tháng 10, Ukraine đã mất Ukleda, một thị trấn khai thác mỏ ở tỉnh Donetsk, nằm cách Torres 80 km về phía Tây Nam. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ mới cho Kiev. Cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine nhằm tập hợp các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia để thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng sự kiện đã bị hoãn lại do Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden hủy chuyến đi châu Âu để ứng phó với một cơn bão mạnh đổ bộ vào tiểu bang Florida ở phía Nam. Các cuộc tiến công ngày càng lớn mạnh của Nga diễn ra khi Ukraine cố gắng thuyết phục Mỹ và châu Âu, cung cấp thêm nguồn lực và vũ khí cho quân đội nước này trước cuộc bầu cử Mỹ. Phát biểu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10 tháng 10 trong cuộc họp tại Paris, Tổng thống Ukraine cho biết, khi mùa đông đang đến gần, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ ông Zelensky đã có chuyến công du châu Âu, tận dụng cơ hội gặp gỡ các đối tác nhằm tập hợp sự ủng hộ cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London. Một số binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu chắc chắn trong nỗ lực viện trợ quân sự phương Tây khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch trên chiến trường ông Anton, chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát thuộc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112, được triển khai ở phía đông nam Zaporizhia, bày tỏ lo ngại. Chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Chúng tôi đang chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, nhưng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì vẫn chưa rõ. Nếu không có đạn pháo, các vị trí này sẽ bị mất rất nhanh. Theo báo Người lao động đưa tin, trong ngày 960 của xung đột Nga-Ukraine, Moscow khẳng định Lực lượng của họ đã bắn hạ 47 máy bay không người lái UAV của Ukraine chỉ trong một đêm. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm trong số UAV bị bắn hạ có 17 chiếc ở đông nam Krasnodar, 16 chiếc trên biển Azov và 12 chiếc trên khu vực biên giới Kursk. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, không quân Ukraine khẳng định 28 UAV Nga bị bắn hạ tại Ukraine, bao gồm 24 chiếc ở các vùng Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kherson. Ukraine còn tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công một kho nhiên liệu trong đêm ở khu vực Luhansk do Nga kiểm soát, khiến kho nhiên liệu này bốc cháy. Tuy nhiên, họ không cung cấp thêm thông tin và Moscow cũng không xác nhận vụ tấn công. Cùng ngày, Nga thông báo thêm lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát các làng tiền tuyến Zelene Druk và Ochipske ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine cho hay Ochipske nằm trên bờ phía đông của hồ chứa Kurakhov thuộc khu vực Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công. Cũng trong ngày 960 của xung đột Nga-Ukraine, giới chức Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công của Nga vào Odessa, Kharkov, Donetsk ở miền đông Ukraine. Giới chức địa phương cho hay, trong khi đó, tại bờ biển phía nam của bán đảo Crimea, một kho dầu lớn vẫn bốc cháy vài ngày sau cuộc tấn công của Ukraine ở thị trấn Feodosia. Khốc liệt chiến trường Ukraine, giao tranh UAV công nghệ cao khắp chiến tuyến Ukraine và Nga ngày 12 tháng 10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước. Theo AFP, trong diễn biến mới nhất của cuộc xung đột kéo dài, Ukraine và Nga ngày 12 tháng 10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã bắn hạ 47 UAV của Ukraine trong đêm. Cụ thể, 17 UAV bị bắn hạ ở vùng Krasnodar phía đông nam, 16 UAV bị hạ trên biển Azov, 12 UAV bị tiêu diệt ở tỉnh biên giới Kursk. Về phía Ukraine, không quân nước này tuyên bố đã vô hiệu hóa 24 trong số 28 UAV do Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine. Các UAV này bị tiêu diệt tại các khu vực Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaev và Kherson. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn cho biết lực lượng nước này đã tấn công một kho nhiên liệu ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát, gây cháy lớn. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này. Thống đốc vùng Krasnodar của Nga đã báo cáo trên Telegram rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho ba ngôi nhà và đốt cháy một phương tiện. Cho tới nay, lực lượng Nga đã đạt được tiến triển trên mặt trận phía đông và nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine. Diễn biến này khiến Ukraine phải đối mặt với mùa đông khó khăn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Kurs chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ khẳng định Kiev có thể giữ vững khu vực này trong nhiều tháng. Đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 8. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận sự đột phá này, cơ quân sự Dipset của Ukraine cảnh báo các lực lượng Nga có thể bao vây binh lính Ukraine, nhưng sau đó cho biết tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn đang được kiểm soát. Dipset thông tin đối phương đã xuyên thủng sườn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Kursk. Ukraine có nguy cơ lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Phía Nga, kênh Telegram quân sự Riba khẳng định lực lượng của họ đã đạt được những kết quả rõ rệt tại nhiều khu vực. Một đoạn video đăng tải trên kênh Telegram có tựa đề Thông báo từ Lữ đoàn Cận vệ 155 của hạm đội Thái Bình Dương cho thấy hình ảnh lính Ukraine bị thương nặng và bị trói trong một tầng hầm. Video còn cho thấy các thi thể của binh lính Ukraine giải rác trong một khu rừng thưa. Dù chưa thể xác thực video này, các blogger quân sự Nga tuyên bố lính thủy đánh bộ của lữ đoàn cận vệ 155 đã tham gia giao tranh tại quận Gluskovsky của Kursk, nơi phần lớn lực lượng Ukraine được cho là đã bị đánh bại. Theo thì bà, lực lượng Ukraine hiện chỉ còn lại tại một khe núi và một khu rừng nhỏ hình tam giác phía nam đường sắt. Quận Gluskovsky nằm ở phía tây thị trấn Suza là khu vực hiện do Ukraine kiểm soát. Tiến triển của Moscow tại Kurs là một cú đánh mạnh đối với Kiev. Trước đó, Ukraine coi cuộc tấn công Kurs là một phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của họ. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiến hành tấn công vào Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch này mà ông đã trình bày với Thủ tướng Anh Keir Starmer và tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 10 tháng 10. Ông Zelensky tin rằng chiến dịch Kursk sẽ buộc Nga phải điều chuyển binh lính từ mặt trận Donbass, nơi vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Theo tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky, Nga đã điều khoảng 50.000 binh sĩ từ Donbass đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, một số chuyên gia không hoàn toàn đồng ý với nhận định này. John Forman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev cho rằng cuộc tấn công Kursk không tạo ra thay đổi chiến lược lớn đối với Washington hay châu Âu. Nhiều nhà bình luận còn nhận định chiến dịch này đã thất bại vì Nga vẫn tăng cường tấn công dọc theo mặt trận Donbass. Ukraine hy vọng chiến dịch tại Kursk sẽ thu hút sự ủng hộ từ các đồng minh, bao gồm việc tăng cường cung cấp vũ khí và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc mở rộng các cuộc tấn công tên lửa vào Nga, điều mà ông Zelensky cho rằng cần thiết để bảo vệ cất. Một số quan chức Mỹ cũng hoài nghi về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, cho rằng đó chỉ là danh sách mong muốn về vũ khí. Ông Keir summer cũng từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công vào Nga trong cuộc gặp hôm 10 tháng 10 trên mặt trận Donbass, Nga đã đạt được nhiều tiến triển khi chiếm được thị trấn Vuleda tuần trước và tiến công vào thị trấn chiến lược Torres trong tuần này. Dù vậy, thành công bất ngờ của Nga tại Kursk vẫn là cú sốc lớn đối với cả Ukraine và Mỹ. Sky News đưa tin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tin rằng các đồng minh NATO không nên sợ hãi trước các mối đe dọa hạt nhân mà ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin đang sử dụng nhằm làm suy yếu viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine khi được hỏi liệu các đồng minh NATO có nên chú ý đến cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của Nga hay không, ông Dut nhấn mạnh rằng họ không nên chú ý. Không, điều đó không đáng và dù sao thì họ cũng không chú ý đến, người đứng đầu liên minh nói. Ông Dut cho biết, cuộc tập trận hạt nhân Zedfat Nun của NATO bắt đầu vào tuần tới sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của liên minh trong việc đáp trả các mối đe dọa từ Điện Kremlin. Tổng thư ký liên minh nhấn mạnh, NATO rất mạnh, chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, chúng tôi có mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh của NATO, đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào và chúng tôi sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi các nước ngoài NATO đang cố gắng đe dọa chúng tôi, điều đó là vô ích, hãy để ông ấy, tức là ông Putin, đừng làm nữa. Ông cũng thu hút sự chú ý đến thực tế rằng điều quan trọng hiện nay là các nước phải kiểm tra và tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Ông nói thêm, chúng tôi cũng đã nói rõ với đối thủ rằng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ mở rộng các điều kiện để chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Europin Prapda đưa tin, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Annalena Babok, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blana cho biết Slovakia có kế hoạch mở rộng cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự Ukraine ở Michalovsk các nhà ngoại giao đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề di cư và quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Blana xác nhận Slovakia muốn mở rộng cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự Ukraine ở Michalovs, Đức sẽ tài trợ cho việc sửa chữa thiết bị và Slovakia sẽ cung cấp mặt bằng. Theo ông Blana, dù có ý định mở rộng căn cứ sửa chữa, nhưng Slovakia sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Như đã biết, sưởng sửa chữa nằm trong căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Slovakia ở Michalovsk bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2022. Gần đây, Thủ tướng Ukraine Denis Simhan đã gặp người đồng cấp Slovakia Robert Fico tại Zakarpattia. Sau đó, Ukraine và Slovakia chỉ ký bốn văn kiện chính phủ Ukraine và Slovakia đã ký một tuyên bố chung, trong đó đề ra các lĩnh vực hợp tác chính, tăng cường đối thoại chính trị, xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp và ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sau cuộc họp, Thủ tướng Ukraine đã công bố kế hoạch khởi động chuyến tàu Kiev Bratislava, trong đó cũng sẽ bao gồm các toa tàu đến thủ đô viên của Áo. Ông Simhan cũng nói về kế hoạch sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm ở Slovakia. Theo báo Công Thương đưa tin, Ukraine đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái và 33 tổ hợp robot mặt đất sản xuất trong nước vào chiến trường. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã có bước tiến lớn trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ không người lái, phục vụ mục đích quân sự. Bộ Quốc phòng nước này đã cho phép triển khai hơn 140 hệ thống máy bay không người lái mới trên chiến trường cùng với 33 tổ hợp robot mặt đất được sản xuất trong nước. Điều này thể hiện sự tăng cường đáng kể trong sản xuất quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, nơi các hệ thống không người lái và robot ngày càng đóng vai trò chiến lược trong hoạt động quân sự. Trong số các hệ thống được triển khai, đáng chú ý nhất là mẫu máy bay không người lái Black Widow đã được các lực lượng vũ trang Ukraine chấp thuận sử dụng. Black đầu là một hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm, có thể hoạt động như máy bay ném bom và trinh sát, đặc biệt hữu dụng trong các nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm. Điều làm nên sự khác biệt của Black đầu là thiết kế mô đun cho phép nó sử dụng linh hoạt trong nhiều cấu hình, bao gồm các nhiệm vụ tái sử dụng hoặc dùng một lần tùy theo nhu cầu chiến thuật. Đây là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự phát triển công nghệ quốc phòng của Ukraine trong thời gian gần đây. Ngoài các hệ thống máy bay không người lái, Ukraine cũng tập trung phát triển các hệ thống robot mặt đất với sự hỗ trợ của sáng kiến BREP-1, một chương trình do chính phủ dẫn dắt nhằm thúc đẩy các công nghệ quân sự mới. Các hệ thống này đóng vai trò không thể thiếu trong chiến đấu, từ việc giải mìn, sơ tán thương binh đến hỗ trợ hậu cần. Một ví dụ tiêu biểu là chó robot tàng hình được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm cao. Những robot này có thể thâm nhập vào các khu vực chiến lược như chiến hào của đối phương, phát hiện mìn hoặc thậm chí là vận chuyển vật tư nhỏ như là đạn dược và y tế đến các vùng chiến đấu có nguy cơ cao. So với năm 2023, khi chỉ có 60 hệ thống máy bay không người lái và 9 tổ hợp robot được phê duyệt, con số trong năm 2024 đã tăng vọt, cho thấy tốc độ sản xuất và ứng dụng công nghệ không người lái tại Ukraine đang phát triển mạnh mẽ. Đại tá Vladimir Rosniak, người đứng đầu Cục Hỗ trợ Vòng Đời Chính cho Vũ khí và Thiết bị Quân sự, nhận định rằng các nhà sản xuất trong nước đang đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của chiến trường, phát triển một loạt các hệ thống máy bay không người lái từ kamikaze, máy bay ném bom đến trinh sát pháo. Các hệ thống này không chỉ đa dạng về mục đích sử dụng mà còn bao phủ nhiều loại môi trường chiến đấu khác nhau, từ chiến thuật đến chiến lược. Các tổ hợp robot mặt đất cũng được phát triển với nhiều chức năng đa dạng từ tấn công, trinh sát đến hỗ trợ hậu cần và sơ tán. Nhờ vào tính linh hoạt, những hệ thống này giúp quân đội Ukraine tối ưu hóa hoạt động bằng cách tích hợp công nghệ không người lái vào các nhiệm vụ đầy rủi ro mà con người khó thực hiện. Điển hình như trong các nhiệm vụ kỹ thuật, các robot mặt đất đã chứng tỏ hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro cho binh lính. Đặc biệt, trong quý 3 năm 2024, hơn 40% số hệ thống không người lái và robot mặt đất được phê duyệt cho thấy sự bùng nổ trong sản xuất công nghệ quốc phòng của Ukraine. Một số hệ thống tiên tiến đã được thiết kế để đối phó với chiến tranh điện tử với tính minh bạch vô tuyến cao, tiếng ồn thấp và có hệ thống dẫn đường tự hủy tinh vi. Những cải tiến này giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của các lực lượng Ukraine trong môi trường thù địch và giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không người lái tại ukraine phản ánh khả năng thích ứng cao của các nhà sản xuất quốc phòng với yêu cầu khắc nghiệt của chiến trường với tốc độ tăng trưởng hiện tại công nghệ không người lái và robot mặt đất sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc phòng của ukraine đồng thời giúp quốc gia này chống lại các cuộc tấn công bằng công nghệ quân sự hiện đại từ phía nga Bộ Quốc phòng Ukraine cũng khuyến khích các nhà phát triển tiếp tục nghiên cứu và liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật quy trình mã hóa công nghệ nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tối ưu hóa các giải pháp quân sự trong tương lai. Kênh Military Samarit đưa tin quân đội Nga RFAF tiếp tục phản công ở Kursk. Theo các nhà quan sát quân sự Nga, lực lượng Moscow được cho là đã chiếm lại tất cả các vị trí theo hướng Veseloye, ngoại trừ làng Novibut từ hướng Kodenevo có nhiều hình ảnh về các phương tiện của Ukraine bị bắt. Các báo cáo cho biết quân đội Ukraine AFU đang bị bao vây ở Onkopka. Hai tình huống bao vây khác cũng được báo cáo đã diễn ra ở Tonsiluk cũng như là Plekovo. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 46 cho biết EDF-AF đang có kế hoạch xé toan đội hình AFU bao vây tất cả các đơn vị Kiev ở phía Bắc bằng cách tiến lên từ nhiều hướng. Tại Kupiansk, lực lượng Moscow đã chiếm thêm các vị trí khác ở các cánh đồng phía Bắc làng Pichane với sự xác nhận trực quan. Ở Pokrovs, không có nhiều thông tin được tiết lộ trong hai ngày qua. Hầu hết các hoạt động được ghi nhận ở phía Nam, nơi RFAF đang khai hỏa dồn dập vào tuyến đường tiếp tế còn lại. Một video định vị địa lý khác cho thấy họ chiếm hoàn toàn ngôi làng Ochipske. Kênh Tridopka cũng xác nhận lực lượng Moscow tổ chức bao vây quân đội Ukraine tại Zeleny Siliak theo hướng Kursk. Theo đó, việc nối lại các hoạt động phản công theo hướng Kursk đã mang lại kết quả nhanh chóng. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 Nga đã cắt đứt đường rút lui của lực lượng Kiev trong khu vực đường cao tốc Zuzi-Kodennevo. Và đây không phải là rắc rối duy nhất đối với nhóm binh lực Kiev, không chỉ có một nồi hầm duy nhất mà nhiều hơn thế. AFU có rất ít lựa chọn ngoài việc rút chạy thật nhanh hoặc sẽ bị tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Kênh t cho biết tình hình cụ thể hơn ở Kursk, khi lực lượng Moscow đang phát triển một cuộc phản công quy mô lớn ở một số khu vực, giành được thắng lợi, chiếm lại nhiều khu định cư. Tại quận Koluskovo gần Veseloje, EDFAF đẩy lùi lực lượng Kiev về phía đường sắt và tiếp cận vùng ngoại ô Novibut. Ngoài ra, tình hình ở Medvedev đã được làm rõ. Quân đội Nga không chỉ kiểm soát ngôi làng mà còn đánh bật đối phương khỏi các vành đai rừng liền kề. Như vậy, các đơn vị thuộc ba trung đoàn dù 137, 5651, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155 cùng Trung đoàn đặc nhiệm Akhmat 1434 Chechnya của Nga trên thực tế đã đẩy lui hoàn toàn các đội hình Ukraine khỏi quận Gluskovo. Sự hiện diện của AFU chỉ còn lại ở khe núi phía nam Krasnoyarskoye, Noviput cũng như là một tam giác nhỏ có vành đai rừng phía nam đường sắt Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow cũng có những bước tiến đáng kể ở vùng lân cận Lyubimovka, Zelenysliak, các làng Pokrovskoye, Nizniklin đã nằm trong tầm kiểm soát của họ, đồng thời vẫn còn các cuộc phản công ở Lyubimovka. AFU đang bám chặt vào khu định cư vốn đã bị bao vây một nửa ở vùng ngoại ô và ở làng Tonsiluk. Điều thú vị là, theo một số báo cáo, tại các cánh đồng phía nam Onkopka cũng như phía tây Kremianoye, vẫn còn giải rác các nhóm tàn quân Ukraine bị cắt đứt khỏi lực lượng chính. Số phận của họ có thể sẽ rõ ràng trong tương lai gần. Tại quận Suza, giao tranh vẫn tiếp diễn, lực lượng Moscow đang tấn công. Theo thông tin từ thực địa, trái với những tin đồn gần đây, ngôi làng Fana CFK vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU, nhưng tại khu vực Plekovo, lực lượng Nga đã đạt được những thành công đáng kể. Do đó, EDF-AF đang tiến từ hướng Ulanok qua các khu rừng đầm lầy gần sông Pisen, hiện đã bao vây một nửa Plekovo, phá vỡ nguồn cung cấp của đối phương, đánh úp họ từ cả hai phía Bắc Nam. Ở phía Bắc, một khu rừng lớn đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo thông tin sơ bộ, đoạn đường cao tốc 38N-515 giữa Plekovo với Magnovka đã bị cắt đứt. Về phía Nam, quân đội Nga đã chiếm được một số cứ điểm, bao gồm cả những cứ điểm do AFU tạo ra từ đầu. Xa hơn về phía Bắc, tại khu vực Ruskaya, Konopenka, giao tranh vẫn tiếp diễn, không bên nào kiểm soát hoàn toàn khu định cư, nhưng thế chủ động ở đây thuộc về lính rủ Nga. Về phía Nam, lực lượng Moscow đang tiến dọc theo tuyến đường sắt về phía kolmakovo Akronom. Nếu họ duy trì tốc độ tiến công, AFU sẽ buộc phải rút lui khỏi Ruskaya, Konopenka hoặc đơn giản là bị kết liễu tại đó. Về phía Tây Nam tuyến đường sắt cũng có một cuộc tiến công của RF-AF. Đối phương đã bị đẩy ra khỏi một số vành đai rừng ở phía đông chạm xăng nơi đang diễn ra giao tranh. Trong tương lai gần, AFU sẽ lâm nguy. Theo kênh T3, lực lượng Moscow thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của đối phương ở vùng Odessa và Kramatorsk. Ngược lại, Kiev tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV về phía các vùng Kursk, Bryansk, Benkorod cũng như là Rostov của Nga về phía pokrov afu đã phát động một cuộc tấn công về phía tây bắc novodivka các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây của selidovo tại Donetsk, lực lượng moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ochokkoje ở phía tây ochi mở ra triển vọng về một cuộc tấn công vào kudahovka từ phía nam về phía Selidovo, sau một thời gian tạm dừng ngắn liên quan đến việc củng cố hậu phương của lực lượng Moscow, giai đoạn thứ hai của chiến dịch bắt đầu bằng việc ngăn chặn hậu cần của Ukraine. Điều này đã xảy ra tương tự trước cuộc tấn công quyết định vào Adlibka. Trước đó ở bang Mert, Atimops, khi một hành lang nhỏ được để lại cho AFU tại lối ra mà những ai cố gắng thoát ra khỏi thành phố đều bị tiêu diệt dự kiến sẽ có mưa trong suốt tuần tới. Nếu không ngăn cản hoàn toàn việc sử dụng đường nông thôn thì cũng sẽ làm chậm giao thông, ở đó nhiều nhất có thể. Tính đến thực tế là chỉ có 3 tuyến đường hậu cần quan trọng. RFAF có thể sớm lặp lại chiến thuật máy xay bác mớt khi lực lượng KF bị cắt nguồn cung cấp post đưa tin, lực lượng ký ép đang bị kẹt ở phía nam làng Veseloye, đồng thời mất đi những thiết bị có giá trị nhất của họ, bao gồm hàng loạt xe thiết giáp tối tân do NATO cung cấp như là CV90, Marder, M2 Bradley, Stryker. Bài viết có đoạn, lực lượng vũ trang Ukraine đã rơi vào một cuộc phục kích toàn khốc ở đó. Sự việc này xảy ra vào ngày 20 tháng 9, tác giả lưu ý đoàn xe cơ giới AFU với thiết bị quân sự của phương Tây đang tiến dọc theo đường cao tốc chính nối làng Kluskovo với Veseloye, tại đó họ đã bị quân đội Nga phục kích. Ford cũng đề cập rằng Kiev đang triển khai các tiểu đoàn, lữ đoàn tinh nhuệ đến Khu vực Cus, nhưng ngay cả những đơn vị này cũng đang gặp khó khăn đáng kể. Kênh Deepset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, dẫn tuyên bố của cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Alexei Arestovych cho biết Nga đang tích lũy lực lượng tấn công. Họ sẽ đánh lớn dọc theo toàn bộ mặt trận, từ Zaporizhia đến Kupyansk. Họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chiến lược, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Khoảng cách từ tiền tuyến đến thành phố Pokrovsk đang rút ngắn nhanh chóng. Quân đội Nga đã chiếm Nikolaevka và các khu định cư lân cận, Krutoya và Krasnija Dipset viết. Hiện các mũi xung kích Nga còn cách Pogrovs khoảng 7,6 km đến Minograd là 1,5 km. Ukraska đã đưa tin, báo cáo vào tối ngày 11 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 146 cuộc xung đột, đối phương thực hiện 59 cuộc không kích, trong đó sử dụng 88 bom KAB và 602 cuộc tấn công bằng UAV đồng thời thực hiện hơn 3.700 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Kramatorsk, Torres, Vremovsky, Odekov, Dnipro. Hoạt động ở khu vực Kurs vẫn tiếp tục. Máy bay đối phương tiếp tục tấn công bằng bom dẫn đường trên không với 16 cuộc không kích sử dụng 21 bom KAB. Nga đang tấn công mạnh vào quân phòng thủ Ukraine theo hướng Pokrovsk, Tổng cộng trong ngày, họ đã thực hiện 19 hành động tấn công, có 32 cuộc đụng độ ở hướng Kudakove, báo cáo viết. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 11 tháng 10, Nga phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 22 giờ 29 phút, có thông tin về sự di chuyển của một loại UAV không xác định trong không phận vùng Dnipropetrovsk từ 22 giờ 48 phút đến 23 giờ 56 phút, liên tiếp có báo cáo về sự xuất hiện của UAV ở Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Kherson, Dnipr, Kirovograd, Kharkov, Sumy, Krivodok. Lúc 23 giờ 20 phút, mối đe dọa tên lửa xuất hiện trên toàn lãnh thổ Ukraine khi một chiếc MiG-31K cất cánh. Vào 23 giờ 56 phút, mối đe dọa tên lửa được cho là đã giảm bớt. Sang ngày 12 tháng 10, từ 00 giờ 13 phút đến 1 giờ 51 phút, không quân cảnh báo hoạt động của UAV Nga ở Dnipropetros, Sumy, Kharkov. Europin Pravda đưa tin, văn phòng Tổng thống Ukraine đã tiết lộ chi tiết về cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo vào mùa thu năm nay nhưng ông zelensky coi đây là cuộc gặp quan trọng nhất trong toàn bộ thời kỳ nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tổng thống zelensky trình bày chi tiết về kế hoạch chiến thắng với thủ tướng chol và giải thích rằng đây là cầu nối dẫn đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình hiệu quả nhằm củng cố vị thế của ukraine và tạo điều kiện chấm dứt chiến tranh cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Đức trong năm tới, công việc liên doanh sửa chữa xe bọc thép trên lãnh thổ Ukraine và triển khai sản xuất vũ khí chung. Thông cáo lưu ý, ông Volodymyr Zelensky cũng đề xuất với Thủ tướng Olaf xem xét khả năng tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Đức và cá nhân Thủ tướng vì tất cả sự hỗ trợ mà Đức cung cấp cho Ukraine. Đức đã giúp đỡ chúng tôi nhiều nhất về phòng không và đó là sự thật, nhờ vậy mà đã cứu sống hàng nghìn người Ukraine và mang lại sự bảo vệ cho các thành phố và làng mạc của chúng tôi khỏi sự tàn phá của Nga, ông Zelensky lưu ý. Iran vượt mặt mạng lưới phòng không Israel như thế nào? Hệ thống phòng không của Israel bao gồm nhiều lớp như vòng sắt David's Sling và hệ thống vũ khí Arrow dùng để bắn hạ tên lửa đạn đạo, mỗi hệ thống được thiết kế để bắn tên lửa đang bay tới ở các độ cao khác nhau. Hệ thống phòng không di động vòng sắt bao gồm 10 khẩu đội, mỗi khẩu đội mang theo 3 tới 4 bệ phóng tên lửa cơ động. Nó cung cấp một hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên tới 60 dặm vuông tại các khu vực đông dân cư. Hệ thống David Lincoln có thể đánh chặn tốc két và tên lửa ở độ cao 15 km trong phạm vi 40 km tới 300 km. Theo nhà sản xuất, một bệ phóng David Lincoln có thể mang 12 tên lửa đánh chặn và được bắn từ vị trí gần như thẳng đứng. Adol là lớp trên cùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel phối hợp với hệ thống đâm và Davis Link. Phiên bản mới nhất của Adol được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong không gian, được gọi là đánh chặn ngoài khí quyển. Ông Kaliski nói với The Telegraph, ý tưởng của việc chế tạo hệ thống Adol là bắn hạ tên lửa bay tới ở mức độ xa nhất có thể, tốt nhất là trên lãnh thổ của đối phương. Nếu điều đó không thành công, các lớp phòng không tiếp theo sẽ sẵn sàng bắn hạ tên lửa khi độ cao của nó giảm xuống. Ông Kaliski cho biết thêm, tổ hợp Davis Link và cuối cùng là Iron Dam có thể bắn hạ tên lửa khi chúng ở gần mặt đất. Từ những video quay được, các chuyên gia cho rằng Israel có thể không có đủ đơn vị phòng không hoặc máy bay đánh chặn để chặn được một loạt tên lửa dồn dập như vậy. Một số nhà quan sát cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ của tên lửa Iran. Ông Fabian Hoffman, một chuyên gia tên lửa tại dự án hạt nhân Oslo cho biết, cảnh quay từ video thấy rõ ràng các tên lửa có tốc độ rất cao, khoảng 600-700 mét mỗi giây, chúng cực kỳ nhanh. Ông Hoffman nói thêm tất cả các tên lửa mà Iran bắn ra về bản chất đều bay với tốc độ siêu thanh cho đến khi chúng quay trở lại bầu khí quyển và bị chậm lại. Hezbollah đôi khi cũng bắn hàng trăm tên lửa vào Israel trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hầu hết chúng đều kém hiệu quả và dễ bị đánh chặn hơn. Iran đã tấn công vào đầu Israel ban đầu hạ thấp thiệt hại do cuộc tấn công gây ra, nhưng sau đó thừa nhận rằng một số căn cứ quân sự của nước này đã bị tấn công, mặc dù không có máy bay hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng nào bị hư hại. Hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs công bố sau đó tiết lộ rằng căn cứ không quân Nevatim đã bị ảnh hưởng ở 30 vị trí khác nhau nhiều nhà chứa máy bay và tòa nhà bị hư hại. Một hố lớn do tên lửa rơi xuống cũng xuất hiện gần trụ sở tình báo Mossad của Israel ở Galilot phía bắc Tel Aviv. Ước tính có hơn 20 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không, khoảng 20 tên lửa đã tấn công căn cứ không quân Nevatim, trong khi 3 tên lửa tấn công căn cứ Tenov ở miền trung Israel. Ông Kalinsky cho biết có khả năng hệ thống Ado đã bắn trúng động cơ của một số tên lửa nhưng chúng vẫn tiếp tục bay và cuối cùng rơi xuống đất. Các mảnh vỡ từ tên lửa đã được tìm thấy ở cả bờ Tây và bên trong lãnh thổ Israel sau cuộc tấn công. Theo báo VN Express đưa tin mới đây, mảnh vỡ tại hiện trường cuộc không kích hai tòa nhà khiến 22 người chết ở Beirut, Lebanon, cho thấy Israel đã dùng bom lợn di đàm do Mỹ sản xuất. Quân đội Israel gọi tắt là IDF không kích hai tòa nhà ở trung tâm Beirut hôm 10 tháng 10, khiến 22 người thiệt mạng, 117 người bị thương, đánh dấu cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào thủ đô Lebanon từ khi giao tranh Hezbollah Israel tăng nhiệt hồi tháng 10 năm 2023. Tại hiện trường tòa trung cư đổ nát ở khu al bassa al phóng viên cô điền của Anh phát hiện mảnh bom dẫn đường Zidam do Mỹ sản xuất. Zidam là tên gọi chung của những loại bom thông thường được khoán cải thành bom lượn thông minh bằng cách gắn các bộ dẫn đường do Boeing chế tạo. Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW và một cựu kỹ thuật viên về bom mìn của quân đội Mỹ đã xác nhận nguồn gốc mảnh bom. Richard Weir, chuyên gia cấp cao từ bộ phận phân tích khủng hoảng, xung đột và vũ khí của HRVK cho biết mẫu bu lông, hình dáng và vị trí của nó phù hợp với cánh đuôi của bộ dẫn đường Zidane do Mỹ sản xuất trên bom MK-80. Bom MK-80 có ba loại, loại nhỏ nhất nặng 250 kg, loại lớn nhất nặng gần 1 tấn. Đây có thể là lần đầu tiên bom Mỹ được sử dụng trong một cuộc tấn công nhằm vào Beirut kể từ năm 2006. Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin. Vũ khí Mỹ đóng vai trò quan trọng trong xung đột Israel ở giải Gaza và Lebanon. Bom Zidane là một trong những loại vũ khí được Israel yêu cầu nhiều nhất từ Mỹ. Washington hứng chỉ trích nặng nề do tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv lên đến 17,9 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, bất chấp thương vong dân thường nặng nề do chiến sự ở Gaza và Lebanon. Hồi tháng 9, nhiều tổ chức nhân quyền đã ký thư chung gửi Tổng thống Joe Biden kêu gọi ông đình chỉ chuyển giao vũ khí cho Israel với lý do Tel sử dụng đạn dược của Washington nhắm vào dân thường ở giải Gaza. Sau đòn không kích đêm ngày 10 tháng 10 của IDF vào Beirut, các đội cứu hộ đã phải làm việc suốt đêm để tìm kiếm người sống sót, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đồ nát ở khu al Basa al -Fogwa. Đây là khu phố của tầng lớp lao động, nổi tiếng với du lịch, đồ cổ, kiến trúc truyền thống. Người địa phương cho biết tòa nhà bị không kích có nhiều dân thường sinh sống, cũng là nơi tiếp cận người di tản từ miền Nam Lebanon. Nơi này từng được cho là an toàn. Ali, cư dân 30 tuổi sống ở gần đó, cho biết. Chính phủ Libanon cho biết các đợt tập kích của Israel trong năm qua đã khiến hơn 2.150 người thiệt mạng, hơn 10.200 người bị thương, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu thành viên Hezbollah trong số đó. Theo báo dân chí đưa tin, và xin chín chúc, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Torres phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 11 tháng 10, có thể nói rằng khoảng 40 tới 50% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi phần lãnh thổ còn lại đã bị đối phương chiếm giữ. Các nhà phân tích quân sự cho biết, việc chiếm được đỉnh đồi Torres sẽ cho phép lực lượng Nga làm phức tạp thêm tuyến hậu cần tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở phần lớn mặt trận phía đông. Quân đội Ukraine đã báo cáo 8 cuộc giao tranh trên mặt trận Torres trong ngày qua, với đợt tấn công chính tập trung vào thành phố Torres gần Chebinivka. Ông Chiến cho biết lực lượng Nga đã không tiến vào thành phố trong vòng 24 giờ qua. Ông Chiến xác nhận vẫn còn khoảng 1.150 người ở lại thành phố đang bị bao vây này, trong khi các cuộc sơ tán vẫn tiếp tục được tiến hành với sự giúp đỡ của binh lính và cảnh sát Ukraine. Thành phố Torres, nằm ở trung tâm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, gọi tắt là DPA tự xưng, đã trở thành một trong những điểm xung đột chính giữa lực lượng Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Theo các báo cáo từ tiền tuyến, các đơn vị Nga đang tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực trên mọi khu phố của thành phố Torres, trong đó lực lượng chính tập trung vào việc tấn công các khu công nghiệp và khu dân cư. Bước đột phá này đạt được là nhờ vào các cuộc tấn công bằng pháo binh mạnh mẽ và sự hỗ trợ của không quân cho phép quân đội Nga tiến sâu hơn vào thành phố. Các chuyên gia quân sự nhận định việc kiểm soát Torres mở ra những hướng đi chiến lược quan trọng để quân đội Nga tiếp tục tiến công. Thành phố này nằm gần tiên tuyến và đóng vai trò là trung tâm tiếp viện quan trọng cho lực lượng Ukraine. Việc kiểm soát thành phố có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi để bao vây các đơn vị Ukraine đồn trú tại khu vực này. Giao tranh ở Torres, một thành trì của Ukraine, xảy ra kể từ năm 2014 tới nay sau khi xung đột giữa lực lượng chính phủ và khai ở Donbass bùng phát. Trong hầu hết hai năm đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine từ đầu năm 2022, thành phố này chưa được đưa vào tầm ngắm cho tới tháng 6 năm nay khi Nga gia tăng tấn công. Đầu tháng này, Ukraine đã mất Vuleda, một thị trấn khai thác màu khác, nằm cách Torres 80 km về phía tây nam ở Donetsk. Moscow đã đẩy nhanh tiến độ tấn công vào Torres sau khi giành được Voleda, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Bên cạnh Torres, những điểm nóng nhất hiện tại của cuộc chiến là các khu vực Pogrovs và Kudakove ở phía tây và tây nam Torres. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để kéo căng quân đội Ukraine hơn nữa. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine, Ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng tiền tuyến Ukraine sụp đổ khi Nga tiếp tục tiến về thành phố chiến lược Pokrovsk, nơi có thể chứng kiến Moscow đạt được bước đột phá về phía tây và củng cố nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Đối với Moscow, việc giành được Torres sẽ đưa mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbas đến gần hơn. Cho tới nay, Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn Luhansk, một phần của Donbas, và đang đẩy nhanh tiến độ theo hướng Donetsk. Vùng Donbass bao gồm Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine là trung tâm công nghiệp quan trọng của Kiev. Do vậy, việc mất đi khu vực này sẽ trở thành tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Trang tin quân sự Avia cho biết các đơn vị lực lượng Nga đã bao vây khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine tại khu vực gần làng Olgovka trong giai đoạn 2 của cuộc phản công tại Kursk. Theo đó, Moscow đã giành lại quyền kiểm soát bốn khu định cư gồm Liu Bimovka, Septukovka, Leonidov và Mikhailovka. Các diễn biến tương tự cũng đang được thực hiện ở vùng Zelenysliak lân cận. Một trong những thông tin quan trọng là việc Nga giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Novoy và Novka nằm ở quận Suzansky. Lực lượng Moscow hiện đang tiến quân từ nhiều hướng, tiếp tục đẩy đối phương đến khu vực biên giới giáp với vùng Sumy của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang cố gắng đưa lực lượng dự bị lên tiền tuyến, đồng thời bắt đầu rút lui khỏi làng Leonidov cuộc rút quân đang được thực hiện theo từng nhóm nhỏ bằng xe bọc thép. Cùng thời điểm này, quân đội Nga tiến lên và mở cuộc tấn công vào làng Nidniklin. Kết quả là quân đội Ukraine còn lại ở thị trấn Tonsiluk cũng bị bắt gọn trong thế gọng kìm. Ở sườn phía Bắc, quân đội Nga tiến vào làng Malaya Loknia. Theo đó, quân đội Nga rõ ràng đang nhắm đến mục tiêu bao vây lực lượng lớn đối phương, tạo ra nhiều vạc dầu tại Kursk. Trước tình thế nguy cấp, binh lính Ukraine buộc phải chạy trốn khỏi vị trí để tránh bị bao vây. Kết quả là một số khu định cư và thành trì đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga mà hầu như không cần chiến đấu. Chịu tổn thất, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui về Suza. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang nga chỉ huy lực lượng đặc nhiệm akmat cho biết lực lượng ukraine bị lạc hướng trên chiến trường bối rối trước tốc độ tấn công của nga các nhóm lớn của quân nhân ukraine có trang thiết bị quân sự được phát hiện đang cố gắng trốn chạy dưới hỏa lực của nga qua biên giới để quay về lãnh thổ ukraine cũng theo ông Alaudinov, Al quân đội Nga đã phá hủy gần 70% xe chiến đấu của Ukraine tham gia vào các hoạt động ở Kursk đối phương đã triển khai nguồn lực đáng kể chưa từng có trong 3 năm qua để tấn công vào một khu vực cụ thể với hơn 200 xe tăng, hơn 400 xe chiến đấu bọc thép và xe chở quân. Tất cả những nguồn lực của châu Âu mà họ có đều được triển khai trong hoạt động này. 70% trong số đó đã bị phá hủy, ngay cả những chiếc xe còn lại bị phát hiện, chúng sẽ bị loại bỏ, ông Alaudinov Al nói. Theo ông Alodinov, các nguồn lực quân sự của Ukraine đã cạn kiệt và hiện tại Kiev thậm chí không còn một nửa số xe mà họ triển khai để tấn công vùng Kursk. Hơn nữa, Ukraine cũng không có nhiều binh lính được huấn luyện như khi bắt đầu chiến dịch năm 2023. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô lớn, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh ở Kursk trong khi đó các nhà quan sát quân sự nước ngoài xác nhận việc quân đội ukraine rút lui khỏi khu vực nga cho biết thêm rằng sự hoảng loạn trong hàng ngũ quân đội ukraine đang gia tăng đặc biệt là sau khi mất một trong những pháo đài chiến lược quan trọng của ukleda binh sĩ kiev đã mệt mỏi vì những thất bại liên tục và mất tinh thần vì những tổn thất nặng nề Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, việc rút lượng lớn quân khỏi khu vực Kursk có thể là một động thái của quân đội Ukraine nhằm tập hợp lại lực lượng để cố gắng tấn công biên giới Nga ở các khu vực khác. Hệ thống phòng thủ của Israel lộ tử huyệt Trước khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran với quy mô lớn chưa từng có này, Israel đã phải chống đỡ các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn kể từ tháng 10 năm 2023, trong đó có nhiều vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhiều chuyên gia lo ngại rằng sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nói riêng đã phơi bày một số sai sót hoặc điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống vòm sắt. Hàng trăm máy bay không người lái đã được phóng từ Iran, Iraq, Yemen, Lebanon và Syria vào Israel trong năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Chúng bay ở độ cao thấp, thường nằm dưới radar của vòm sắt, buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF phải phát hiện và bắn hạ bằng tay. Vào tháng 7 năm 2024, một máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bay 2.000 km từ Yemen tới Israel, tấn công một căn hộ ở Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng. Trong nhiều năm qua, các chuyên gia an ninh đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công tên lửa phối hợp giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có thể áp đảo hệ thống phòng không Israel và gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Nhà phân tích Kalinsky cho rằng một đòn tấn công trực tiếp nếu nhắm vào Tel Aviv sẽ phá hủy nhiều tòa nhà, trong khi đòn tấn công gián tiếp sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng do sóng xung kích mạnh từ các vụ nổ. Viễn cảnh về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran đã làm gia tăng mối lo ngại các khu vực dân sự có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, chuyên gia Kalinsky lưu ý những vụ tấn công lớn sử dụng nhiều loạt tên lửa cần có thời gian chuẩn bị và có khả năng sẽ bị phát hiện trước khi diễn ra. Theo tờ Kajipos, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga với lực lượng chủ lực là lính dù và lính thủy đánh bộ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Ukraine ở vùng Kursk. Theo nguồn tin của nhóm phân tích Dipset có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng phản công Nga được yểm trợ bởi xe bọc thép và pháo binh đã áp đảo các vị trí Ukraine ở làng Novoivanovka và Zeleny Siliak. Các lực lượng Nga đã xé toạc một khoảng rộng khoảng 3 km ở sơn phía tây của tuyến phòng thủ dài hơn 100 km, tức là tương đương 62,5 dặm của Ukraine các báo cáo ban đầu về cuộc tấn công cho biết. Cuộc phản công của Nga dữ dội và quy mô lớn đến mức các lực lượng dự bị Ukraine ở hậu phương cũng được huy động khẩn cấp, giao tranh hết sức hỗn loạn, Dipset cho biết. Đây thực sự là một ngày rất tồi tệ, pháo binh và binh sĩ điều khiển UAV vốn luôn an toàn ở cách xa khu vực giao tranh này cũng đang đụng độ trực tiếp với các lực lượng Nga. Theo các nguồn tin của Ukraine, Nga mở rộng phản công mới từ ngày 10 tháng 10. Sau một ngày giao tranh, lực lượng Ukraine đã tạm thời ổn định tình hình nhưng mất nhiều khu vực kiểm soát. Không rõ có còn lực lượng chiến đấu nào của Ukraine ở làng Novoivanovka và Zelenysliak hay không. Nga đang ngày càng tiến gần hơn tới thị trấn biên giới xuất gia ở vùng Kursk. Hôm 11 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hành động quân sự đang được tiến hành để đánh bại các lực lượng đối phương ở vùng Kursk. Một số blogger quân sự Nga nhận định tuyến phòng thủ của Ukraine ở vùng Kursk đã sụp đổ, có vẻ như có sự đột phá ở Kursk. Đối phương đang đồng loạt rút lui, blogger quân sự Nga Alexei Zivov cho biết. Một số nguồn tin khác đánh giá bước đột phá của Nga là nhờ hai đơn vị dạn dày kinh nghiệm được tung vào chiến đấu là Trung đoàn lính thủy đánh bộ số 15 và 810. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 11 tháng 10 không đề cập tới giao tranh ở vùng Kursk. Trước đó, Ukraine ước tính Nga đã tập trung 50.000 quân ở vùng Kursk để chuẩn bị phản công lớn. Theo thông tin của báo Dân Chí mới đây, Nga đã tăng cường phản công ở Kursk vào ngày 10 và 11 tháng 10 để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi điều kiện thời tiết xấu đi, hạn chế khả năng cơ động của họ trên chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã phân tích những báo cáo từ các nhà quan sát quân sự Nga về số lượng cuộc tấn công gia tăng và đòn phản công dữ dội của lực lượng Moscow gần một số khu vực đông dân cư ở vùng Kos. Đồng thời, ISVK nhấn mạnh rằng bản thân các nhà phân tích cũng chưa thấy bất kỳ xác nhận nào về cuộc tiến công được cho là của quân đội Nga RFAF ở quận Suzansky hoặc việc lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi hầu hết quận Glutkovsky vào ngày 10 và 11 tháng 10 hoặc thông tin quân đội Ukraine bị bao vây ở quận Korenevsky. Báo cáo có đoạn các cuộc phản công tăng cường của Nga có thể nhằm mục đích đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực Kurs trước khi điều kiện thời tiết xấu bắt đầu hạn chế hoạt động tác chiến của họ trên mặt trận. Giới chức Ukraine trước đó lưu ý, RFAF đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine, đặc biệt là tấn công cơ giới nhằm tận dụng đường xá và địa hình khô giáo trước khi mùa mưa làm đất mềm. Đồng thời hoạt động này của Nga nhằm chiếm lại toàn bộ khu vực Kursk. ISVK dự đoán các chỉ huy quân sự Nga có thể lo ngại điều kiện thời tiết xấu vào mùa thu năm 2024 và đầu mùa đông năm 2024-2025 sẽ khuyến khích hình thái chiến đấu theo vị trí ở khu vực Kursk và giúp lực lượng Kiev có thêm thời gian để củng cố vị trí tốt hơn. ISVK nhận định các lực lượng Ukraine được củng cố tốt hơn với mạng lưới công sự rộng khắp hơn ở khu vực Kursk có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đẩy lùi đối phương về bên kia biên giới lực lượng Moscow có thể cảm nhận được rằng cơ hội đẩy đối phương ra khỏi khu vực Kursk đối với số nhân lực và trang thiết bị mà RFAF huy động để thực hiện nhiệm vụ này đang khép lại. ISW nhắc lại rằng Tổng tư lệnh quân đội Alexander Sisky trước đó đã tuyên bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk vào ngày 6 tháng 8, Moscow đã tái triển khai khoảng 50.000 quân từ các khu vực hoạt động khác đến mặt trận Kursk và Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm kiếm giải pháp để tránh điều chuyển thêm nhân sự đến khu vực trong trường hợp sự hiện diện của Ukraine tiếp tục cho đến năm 2025. Ông cũng nhấn mạnh việc tái triển khai như vậy có thể làm suy yếu quân đội Nga ở các khu vực Khe sân Zaporizhia và Kharkov. Các nhà phân tích tin rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đang tìm cách nhanh chóng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi khu vực Kursk nhằm giải phóng năng lực chiến đấu để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Pokrov và ở phía tây khu vực Donetsk, nơi được ưu tiên hàng đầu của Moscow. ISVK kết luận Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã không đạt được thắng lợi nhanh chóng ở khu vực Kursk kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào ngày 10 tháng 9. Đồng thời, việc tăng cường các cuộc phản công có nguy cơ làm cạn kiệt và suy giảm sức mạnh chiến đấu mà quân đội Nga hy vọng sẽ chuyển sang các hoạt động tấn công ưu tiên ở vùng Donetsk. Theo báo VTC News đưa tin, Tổng thống Iran Masao Pezeskian nói trong chương trình Moscow-Kremlin-Putin, Tôi muốn nói với Israel rằng hãy dừng lại, hãy ngừng giết hại người vô tội, ngừng ném bom nhà dân, những người đã chẳng còn gì. Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế. Họ làm như vậy vì biết rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đang hậu thuẫn họ. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông leo thang mạnh vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các chiến binh Hamas của Palestine tiến từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel bắt giữ hơn 250 con tin và khiến nhiều người dân ở các khu định cư biên giới Israel thiệt mạng. Hamas tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả hành động của chính quyền Israel chống lại nhà thờ Hồi giáo Al-Qasa ở Jerusalem. Israel đã áp đạn lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với giải Gaza và bắt đầu không kích vào Gaza cũng như là một số khu vực của Lebanon, Syria trước khi tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Gaza. Để thể hiện tinh thần đoàn kết với Hamas, lực lượng Hezbollah ở Lebanon cũng triển khai nhiều cuộc không kích nhằm vào Israel khiến xung đột tiếp tục lan rộng. Israel sau đó cũng chuyển dần trọng tâm chiến dịch về phía Lebanon. Trong các cuộc tấn công gần đây vào Lebanon, lực lượng của Israel cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này là Hassan Nasrallah và hai người kế nhiệm ông. Theo đó, tối ngày 1 tháng 10, Iran tấn công tên lửa vào Israel để đáp trả vụ giết hại các nhà lãnh đạo chủ chốt của Hamas, Hezbollah và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Tehran tuyên bố rằng 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu dự kiến, trong khi Israel cho biết Iran chỉ phóng 180 tên lửa và hầu hết đã bị đánh chặn. Bộ Tổng tham mưu Israel nói sẽ chọn đúng thời điểm để triển khai cuộc phản công bất ngờ nhằm vào Iran.